chương 122, thí luyện, trong nháy mắt, hơn một tháng đã trôi qua. Ngày hôm nay, Hàn Lập đang khẽ nhắm mắt trong mật thất, thân hình không nhúc nhích, khoanh chân ngồi tĩnh tỏa. Đột nhiên, mí mắt hắn khẽ động, mở mắt ra. Thân hình thoát cái xuất hiện trên không trung của tứ hợp tiểu viện, trên đầu xuất hiện một mặt nạ đầu trâu màu xanh. Hắn hơi trần chờ một tí, liền hóa thành một đạo độn quang thanh hồng, hướng về một phía khác nhanh chóng bay đi. Gần nửa ngày sau, tại một nơi cách ô mông đảo không biết bao nhiêu vạn dặm, trên một hòn đảo vô danh, một đạo thanh quang lóe lên rồi biến mất từ đằng xa chân trời, bay nhanh đến. Thanh mang bay quanh hòn đảo mấy vòng, sau đó quang mang thu lại, Hàn Lập mang mặt nạ đầu trầu lơ lửng giữa không trung, cạnh một ngọn núi thấp. Khi hắn vừa hiện thân, cách đó không xa, hư không bỗng nhiên nổi lên một trận gợn sóng mà mắt thường có thể thấy được. Một bóng người màu xám bước ra từ bên trong, trên mặt người này mang một mặt nạ xích hồng, toàn thân bao phủ một tầng ánh sáng màu xám, khí tức trên thân lúc có lúc không. Mặc dù người này đứng ở trước mặt, nhưng lại tạo cho Hàn Lập một loại cảm giác vô cùng xa xôi, vô luận như thế nào cũng không thể nhìn rõ được. Con người Hàn Lập có chút co lại, lúc đối phương xuất hiện, trực giác của hắn mách bảo rằng tu vi của người này còn cường đại hơn cả giao tam. Giao thập ngũ, giao tam tiến cử ngươi trở thành thành viên cấp thanh. Căn cứ theo cống hiến của ngươi trong quá khứ, còn rất xa mới có thể thăng cấp. Nhưng mà, có người không tiếc, liền hao phí một lần lấy tư cách tiến cử ngươi, ta cũng sẽ không nói gì, nhưng nhiệm vụ thí luyện người nhất định phải hoàn thành bóng người màu xám đánh giá hàn lập từ trên xuống dưới một chút liền đi thẳng vào vấn đề nói ra thanh âm người đó có chút mông lung không rõ không thể xác định được là nam hay nữ già hay trẻ tại hạ hiểu rõ hàn lập nghe vậy gật đầu nói đây là danh sách nhiệm vụ người tùy ý chọn một cái đi bóng người màu xám nói xong lật tay lấy ra một khối lệnh bài màu đỏ ngón tay hắn khẽ động đường vân cổ quái trên lệnh bài sáng lên Cô số phù văn nhỏ bé hiện ra, lập tức đan sen quấn quanh nhau, biến thành một màn sáng màu đỏ dài mấy trượng. Hào quang trên màn sáng lưu chuyển, từng hàng văn tự nhỏ bé hiện ra, rõ ràng chính là miêu tả của từng nhiệm vụ. Hàn lập im lặng không nói thêm gì, di chuyển ánh mắt nhìn vào màn sáng, ngưng thần bắt đầu đánh giá. Nội dung của những nhiệm vụ này đủ loại, có cái phải tỏa chấn tại một địa vực nguy hiểm nào đó vạn năm, cũng có thể là tiêu diệt yêu quái cực kỳ cường đại đang chiếm giữ một khu vực nào đó cực kỳ xa, hoặc là thu thập một loại trong các loại thiên tài địa bảo hiếm thấy. Những nhiệm vụ này đều không có ngoại lệ, độ khó cũng không nhỏ, có không ít nhiệm vụ khá giống với nhiệm vụ truy sát đảo chủ Hồng Nguyệt đảo. Hàn Lập thấy tình hình này, ý niệm trong lòng không muốn tiếp nhận những nhiệm vụ này nổi lên. Những nhiệm vụ này, với thực lực của hắn bây giờ, nếu muốn hoàn thành cũng không phải không có khả năng, nhưng căn bản là phải tốn khá nhiều thời gian. Mà hiện tại, thứ hắn đang thiếu nhất chính là thời gian. Đừng nói ngàn năm vạn năm cho dù là mười năm, trăm năm, hắn cũng không muốn đơi. dù sao bản thân hắn ở chân tiên giới, không chỉ nguy cơ trùng trùng khắp nơi, lại tồn tại một số thế lực mà hắn còn không hiểu rõ lắm đã biến hắn trở thành mục tiêu đuổi giết. nếu không thì hắn cũng không bị mất đi ký ức ba trăm năm, rồi xuất hiện lại ở linh hoàn giới. hắn thầm nghĩ như thế, ánh mắt băn khoăn nhìn lướt qua danh sách nhiệm vụ. đột nhiên ánh mắt của hắn lóe lên khi thấy một nhiệm vụ, nội dung ghi đại khái: trong vòng trăm năm. Hồi sinh một hạt giống linh dược không biết tên Mặc dù hắn không biết đó là hạt giống của loại linh dược gì Nhưng miễn là hắn có trưởng thiên bình Muốn hoàn thành nhiệm vụ này cũng không khó lắm Đặc sứ đại nhân Không biết nhiệm vụ hồi sinh hạt giống linh dược này Có thể nói rõ cụ thể hơn một chút không Hắn vừa nghĩ đến đây Tay chỉ về một nơi nào đó trên màn sáng Thần sắc bình thường Mở miệng hỏi Ô, người muốn chọn nhiệm vụ này sao Quang mang trên thân bóng người màu xám khẽ chấp động Ngạc nhiên hỏi nhiệm vụ này có gì đó bất thường sao hàn lập nao nào hỏi lại thế thì không có nhiệm vụ này do một vị trưởng lão trong minh tuyên bố gã ngẫu nhiên nhận được hạt giống linh dược đáng tiếc là không thể nhận biết được chủng loại của hạt giống bên trong hạt giống không còn sinh cơ theo gã suy đoán chỉ cần đạt tới một cấp độ nào đó của một pháp tắc mới làm cho hạt giống hồi sinh được bóng người màu xám chậm rãi giải thích tại hạ liền nhận nhiệm vụ này hàn lập nghe vậy gật đầu nói bóng người màu xám đánh giá hàn lập một chút cũng không hỏi thêm gì, thu lại lệnh bài màu đỏ vừa cầm trong tay. Sau đó, lấy ra một đồ vật màu trắng giống như trận bàn, giao cho Hàn Lập rồi nói tiếp: "Vật này tên là truyền vật bàn, mấy ngày sau sẽ có người dùng vật này đem hạt giống kia truyền tống cho ngươi. Nếu ngươi có thể đem hạt giống kia hồi sinh được, dùng vật này truyền tống lại cho người bên kia. Như vậy liền xem như là ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ thí luyện. Vật này tên là truyền vật bàn, mấy ngày về sau" Sẽ có người đem viên hạt giống kia dùng vật này truyền tống cho ngươi, ngươi nếu có thể đem hắn phục sinh, lại dùng vật này đem hắn truyền tống về đi là được, liền coi như là ngươi hoàn thành nhiệm vụ tập luyện. Vâng, đa tạ đặc sứ đại nhân." Hàn Lập tiếp nhận trận bàn màu trắng, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ. Hóa ra, tiên giới lại có đồ vật tiện lợi như vậy. Bóng người màu xám không có chờ lâu bên trong, sau khi đưa cho Hàn Lập nhiệm vụ, liền lập tức giơ cánh tay lên, một luồng ánh sáng màu xám bay ra hư không xoay tít một vòng. Xoẹt, không gian vỡ ra tạo thành một cái khe, lập tức xuất hiện một không gian thông đạo tối tăm mờ mịt, xung quang tản mát ra quang mang yếu ớt. Bóng người màu xám không nhìn Hàn Lập, quay người bước vào bên trong thông đạo, biến mát không thấy gì nữa. Không gian thông đạo sau khi bóng người áo xám bước vào, liền lóe lên rồi khép lại. Hai mắt Hàn Lập nhắm lại, trong lòng có chút chấn kinh. Bên trong ánh sáng xám kia là một đạo phù lục nhìn như bình thường, bên ngoài có một ít hoa văn huyền diệu màu vàng. Vật này có thể tùy tiện phá vỡ không gian, mơ hồ có thể cảm ứng được một tia lực lượng pháp tác đặc thù tản ra chấn động, dĩ nhiên không phải là vật bình thường. Đối phương chỉ sử dụng cho việc tạo thông đạo, thiệt là có chút xa xỉ. Hàn lập lắc đầu, không nghĩ ngợi nhiều, hóa thành một đạo độn quang hướng một chỗ phía xa bay đi. Đêm đến, thần sắc lạc phong vội vã đi vào chỗ ở của Hàn lập trong tứ hợp tiểu viện. Y vừa mới bước vào, liền hướng về hàn lập đang đứng chắp tay ở một phía xa xa trong nội viên nói lạc phong bái kiến liễu tiền bối ngươi hãy giúp ta tìm một vài nơi linh thổ thích hợp để trồng linh thảo cao cấp mỗi loại linh thổ không cần quá nhiều nhưng phải hết sức tìm một số linh thổ đặc biệt hàn lập phân phó nói vâng lạc phong nao nao nhưng bất quá không có hỏi nhiều lập tức đáp ứng nói ba ngày sau hàn lập đang khoanh chân ngồi trong mật thất trước người đang lơ lửng một vật màu trắng giống như trận bàn đang không ngừng xoay trong từng trận âm thanh ông minh truyền ra từ bên trong. Một lúc sau, trong trận bàn nổi lên từng mảng bạch quang lớn lóa mắt, vô số phù văn màu bạc từ đó tuôn ra, vây lấy trận bàn làm thành một vòng xoáy, nhào nhào chui vào trung tâm, hình thành một chùm sáng màu trắng. Chùm sáng máu trắng phồng lên rồi co lại, lập tức tản ra. Một hộp ngọc màu thương thanh lớn trùng một bàn tay đang treo ở phía trên trận bàn. Hàn lập thấy vậy, vẫy tay một cái, thu lấy hộp ngọc màu thương thanh về trong tay. Hắn quan sát một chút, xác nhận không có vấn đề gì, liền mở nắp hộp ra. Trong hộp, một hạt giống khô quắt màu vàng nâu lớn chừng ngón tay cái đang nằm im. Hình dáng giống hạt đào, nhìn rất bình thường, không có gì lạ. Hàn Lập dùng hai ngón tay cẩn thận gắp lấy hạt giống, đưa đến trước mắt, quan sát tỉ mỉ. Sau một hồi lâu, hắn lắc đầu, giống như vị đặc sứ đại nhân kia đã nói, bên trong hạt giống không cảm nhận được sự tồn tại của sinh cơ. Hắn cũng thật sự nhìn không ra. Hạt giống này đến tột cùng là có điểm gì đặc biệt mà khiến cho một vị trưởng lão địa vị không thấp trong Minh lại dốc hết công sức để hồi sinh nó. Hắn suy nghĩ một chút, lấy ngọc bài mở ra cửa vào tiểu bí cảnh. Thân hình hắn thoát một cái liền tiến vào bên trong, trực tiếp đi đến căn phòng nhỏ ở trên mảnh đất trống. Hắn lật tay lấy ra một cái ngọc bồn đặt trên mặt đất, bên trong là một chút linh thổ đủ mọi màu sắc, tản mát ra chấn động linh lực nồng đậm. Đây đều là linh thổ mà hắn yêu cầu bọn người Lạc Phong đi thu thập sau đó tự tay hắn chế biến ra một loại linh thổ năm màu. Linh thổ này mặc dù không dám nói là có thể bồi dưỡng được tất cả các loại linh thảo, linh dược. Nhưng mà, phần lớn linh thảo đều có thể sinh trưởng bên trong linh thổ năm màu này. Hàn lập đem hạt giống vùi sâu vào trong linh thổ, sau đó lấy ra trưởng thiên bình. Những ngày qua, hắn không sử dụng đến tiểu bình, bên trong đã sớm ngưng tụ ra một giọt lục dịch. Hắn cẩn thân đem lục dịch nhỏ vào trong linh thổ, lục dịch nhanh chóng thấm vào trong hàn lập lập tức ngồi xuống xếp bằng thả ra thần thức xót vào hạt giống bên trong linh thổ nhắm mắt lại thời gian từng giờ trôi qua ước chừng gần nửa ngày sau hắn bỗng nhiên mở to mắt ánh mắt lộ ra một tia mừng rỡ sau khi lục dịch nhỏ vào trong linh thổ chừng hai ba canh giờ bên trong hạt giống màu vàng nâu không ngoài dự liệu của hắn đã hiện lên một tia sinh cơ đồng thời cũng đang chậm rãi tăng trưởng hàn lập thấy vậy mới quay người rời khỏi bí cảnh hắn đi vào trong tiểu viện bày ra tầng tầng cấm chế, sau đó lấy ra tiểu bình đặt xuống đất. Giờ phút này đang là đêm khuya, trên bầu trời đêm tinh quang sáng chói, chiếu lấp lánh. Ngàn vạn tinh quang lập tức hội tụ, dung nhập vào bên trong thân bình. Thời gian thắm thoát thoi đưa, trong nháy mắt đã qua một tháng, bên trong tiểu bình lại lần nữa sinh ra một giọt lục dịch. Hàn lập lúc này đem lục dịch nhỏ vào trên hạt giống. Lúc này, trên vỏ của hạt giống màu vàng nâu, bắt đầu hiện ra từng tia màu xanh lá nhàn nhạt, nhạt. Năm tháng sau, sau khi giọt lục dịch thứ 6 nhỏ xuống, sinh cơ bên trong hạt giống đã khôi phục được gần 1 phần 5, bề ngoài màu vàng nâu cũng đã thay đổi thành nửa vàng nâu nửa xanh lá. Lại 3 tháng trôi qua, sau khi hàn lập nhỏ xuống một giọt lục dịch nữa, một tiếng kết nhỏ vang lên, vỏ của hạt giống đã nứt ra một khe hở nho nhỏ, một chồi non dài gần một tấc đang đâm chồi. Mấy cây tơ mỏng giống như trắng nõn sợi dễ cũng từ hạt giống phía dưới thoát ra, mọc dễ vào ngũ sắc linh nhưỡng bên trong hàn lập nhìn mầm non màu xanh lục trước mắt ánh mắt chấp lên mặc dù không biết đây là hạt giống gì nhưng mà với tình huống trước mắt nếu hạt giống này lớn lên chắc chắn không thể coi thường được trong hạt giống này căn bản không có chút sinh cơ nào mà để đủ khả năng sinh ra một tia sinh cơ cũng cực kỳ khó khăn gian khổ bây giờ sinh cơ bên trong đã khôi phục gần như một phần tư cũng dần dần vững chắc căn bản đã có thể coi là sống lại về sau chỉ cần để trong linh thổ sau đó dựa vào một thuộc tính thích hợp sử dụng dụng linh dịch từng chút một dốc lòng chăm sóc vấn đề khôi phục sinh cơ hoàn toàn chỉ là vấn đề thời gian dĩ nhiên nếu không có lục dịch mà nói thì thời gian tốn kém chắc phải gấp mấy chục ngàn lần bất quá đây không phải là vấn đề mà hàn lập quan tâm hắn tự nhiên cũng không có ý định để hạt giống này khôi phục sinh cơ hoàn toàn tránh phải rước lấy phiền toái không đáng có hắn vừa đi vừa suy nghĩ trong chốc lát đã về tới mật thất trong tiểu viện hắn mang mặc nạ đầu trên lên sau đó lật tay lấy ra trận bàn màu trắng. Hàn lập đem mầm non cùng với ngọc bồn để cùng một chỗ bên trên, phất tay thúc giục cấm chế. Ông, một tia sáng trắng từ trong ngọc bàn nổi lên, bao phủ lại ngọc bồn. Quang mang lóe lên, ngọc bồn lúc này biến mất vô ảnh vô tung. chương 123, Hắc Hải Trọng Thủy Kinh. Hàn lập cứ như vậy lẳng lặng nhìn không chấp mắt ngọc bàn ở trước người. Sau một lúc lâu, ngọc bàn lại vù vù một tiếng, từ bên trong từng đạo bạch quang nở rộ ra, ngưng tụ thành một trận trận pháp màu trắng. Một hư ảnh màu xám nhìn không rõ dung mạo đang đứng trong trận pháp. Chính là gã đặc sứ vô thường minh truyền nhiệm vụ trước đó. Giao thập ngũ, thật không nghĩ tới người lại có thể làm hạt giống kia sống lại, thậm chí chỉ tốn thời gian không đến một năm. Vị trưởng lão trong minh rất muốn biết nên đã nhắn ta hỏi thăm là ngươi dùng phương pháp gì. Lão ta nguyện ý trao đổi phương pháp này cùng ngươi, điều kiện như thế nào ngươi có thể đưa ra trước. Bóng người màu xám mở miệng nói, điều này, chỉ sợ làm vị trưởng lão kia thất vọng. Trước kia, tại hạ do gặp được cơ duyên chiếm được một bình nhỏ chứa chất lỏng không biết tên, rồi dựa vào một loại ngũ sắc linh thổ, trải qua thí nghiệm có thể làm cho linh dược gần như khô héo khôi phục một chút cơ hội sống, cho nên tại hạ mới dám nhận nhiệm vụ này. Chất lỏng trước đó chỉ còn lại có một vài giọt, vì hoàn thành nhiệm vụ lần này đã được sử dụng hết sạch. Còn về phần phương pháp pha trộn ra ngũ sắc linh thổ, nếu vị trưởng lão kia cảm thấy hứng thú, tại hạ nguyện ý trao đổi. Hàn lập cười khổ một tiếng, có chút tránh nặng tìm nhẹ nói ra. Đáng tiếc, nếu về sau còn có cơ hội lấy được loại chất lỏng này, người có thể liên hệ với ta bất cứ lúc nào. Vị trưởng lão kia đã nói trước rằng có thể dùng một kiện tiên khí trao đổi. Tốt, người đã hoàn thành nhiệm vụ thí luyện, kể từ hôm nay, chính thức trở thành thành viên thanh cấp của bổn nguyên. Đây là mặt nạ mới, người hãy cất kỹ. Bóng người màu xám trầm ngâm một lát, rồi không hỏi nhiều, chuyển chủ đề. Nói xong, gã vung tay lên, một đạo thanh quang từ trong ngọc bàn bay ra, rơi vào trong tay Hàn Lập. Lại là một tấm mặt nạ đầu trâu màu xanh, bộ dạng bên ngoài ngoại trừ màu sắc từ màu lam chuyển thành màu xanh, còn dường như không có gì khác biệt. Thậm chí ngay cả tiêu chí ở chỗ mi tâm, số hiệu nhất và ngũ cũng không có gì thay đổi. Đa tạ đặc sứ đại nhân, Hàn Lập cầm mặt nạ màu xanh, không người thi lễ với bóng người màu xám trong trận pháp. Bóng người màu xám không nói gì nữa, chỉ vung cánh tay lên. Bụp một tiếng, thân ảnh của gã chợt biến mất, không còn tâm tích trận pháp màu trắng cũng tiêu tán ra, mọi thứ trở lại bình thường. Hàn lập vỗ nhẹ lên trên mặt nạ có dày đặc đường vân, cảm thụ được từ trên đó truyền đến từng đợt dao động kỳ dị. Trong đầu hắn hơi suy nghĩ một chút, rồi tháo mặt nạ màu lam ra, sau đó nhẹ nhàng đeo mặt nạ mới che lên mặt. Sau khi đeo xong, trên mặt nạ lập tức rung rung lên một trận quang mang lăn tăn như gợn sóng. Mà cái mặt nạ đầu trâu màu u lam vừa mới lấy xuống không có chút dấu hiệu nào đã tan vỡ ra. Sau một khắc, trong đầu hàn lập hiện lên một đoạn văn tự vàng óng ánh đoạn chữ viết này chính là ghi lại phương pháp sử dụng rất nhiều các chức năng của tấm mặt nạ này ngoài các chức năng cũng như dùng mặt nạ dịch dung cải biến khí thức cùng bí mật truyền âm còn có một số chức năng mới như là cách tuyên bố nhiệm vụ cách tiến hành trao đổi tài nguyên với các thành viên cùng giai khác hàn lập ghi nhớ kỹ những điều này trong lòng rồi đưa hai ngón đặt vào chỗ nghi tâm của mặt nạ miệng bắt đầu yên lặng ngâm tụng một bài chú ngữ kỳ dị âm thanh vừa dứt trên mặt nạ liền sáng lên ánh xanh dịu dịu, như là cơn gió nhẹ thổi qua, lại như sóng nước lưu truyền, bập bình, sáng dập cả mật thất. Ở chỗ ánh sáng xanh bao phủ, một khối hư ảnh trận bàn to lớn chiếm gần hết một mặt tường mật thất hiện lên phía trước người Hàn Lập. Trận bàn hiện lên có hình vuông, bề mặt mờ mịt ánh sáng xanh, phù văn trận pháp phức tạp trải ra bốn phía, ở trung tâm có một vòng xoáy hình tròn lớn như miệng giếng, chậm chậm xoay tròn, truyền ra từng trận dao động không gian, Lấy vòng xoáy hình tròn làm ranh giới thì toàn bộ trận bàn được chia làm hai khu vực, bên trái và bên phải. Chỗ trên cùng của hai bên, một bên ghi chữ nhiệm vụ, một bên ghi chữ dịch vật. Lúc Hàn Lập đang quan sát tỉ mỉ, mặt ngoài trận bàn lại sáng lên một vệt kim quang, phía trên hiện ra rất nhiều văn tự màu vàng, chủ yếu là ghi chép quy tắc cần tuân thủ lúc giao dịch. Bởi vì giao dịch trong minh cần vượt giới để tiến hành, cho nên vật phẩm dùng cho giao dịch đều được chuyên gia vô thường minh xem xét về phẩm cấp nào, chỗ yêu khuyết, thậm chí nơi xuất xứ. Phần lớn đều sẽ được ghi chú ở bên trong phần giới thiệu tóm lược. Điều này cũng là hướng tới bảo đảm tính công bình trong giao dịch một mức độ nào đó. Đồng thời, một khi xuất hiện tình huống bội tín thất ước trong giao dịch, người thất tín sẽ phải nhận trừng phạt nghiêm khắc từ trong minh ban ra, thậm chí nghiêm trọng sẽ là vĩnh viễn mất đi tư cách hội viên. Sau khi xem xong, những văn tự này lập tức biến mất, không còn gì nữa. Hàn lập hít sâu một hơi, rồi một lần nữa đánh giá trận bàn. Chỉ thấy phần nhiệm vụ ở bên trái trận bàn viết từng đoạn chữ nhỏ thẳng hàng, phần lớn đều là ghi lại một chút tường thuật tóm lược về nhiệm vụ một cách đơn giản. Phần sau thì ghi chú khi hoàn thành thành nhiệm vụ, có thể có được thù lao gì. Hàn Lập nhìn qua một chút, những nhiệm vụ trong này như thông báo tìm kiếm người, mời làm sát thủ, chiêu mộ tu sĩ tham gia tổ đội tìm kiếm bí cảnh. Nội dung rất hỗn tạp, thù lao cũng tương ứng cao thấp khác nhau. Ở phần dịch vật ở bên phải trận bàn, nội dung trình bày tương đối phức tạp hơn một chút. Trong đó vật phẩm để trao đổi được phân thành mấy mục lớn như là linh dược, linh tài, pháp bảo, phù lục, điển tịch. Mỗi một mục lớn căn cứ theo đẳng cấp khác nhau lại phân thành một số mục nhỏ ở phía dưới. Ánh mắt hàn lập đảo qua những mục đó, rồi dừng lại ở mục điển tịch, cẩn thận xem xét tỉ mỉ nội dung bên trong. Bên trong mục điển tịch gồm không ít loại, trong đó đại đa số đều là công pháp tu luyện, chủng loại rất nhiều, vàng thao lẫn lộn. Nhưng liên quan tới điển tịch công pháp nhất mạch tu luyện tổ thần lại không nhiều, thậm chí chủng loại còn không nhiều bằng ở thị trường trên hải vực Hắc Phong. Còn về phần điển tịch tu luyện địa tiên cao dai thì càng là càng ngày càng ít. Hàn Lập tìm kiếm trong đó đến 3 canh giờ sau, đôi mắt đột nhiên sáng lên, thấy được một bộ tên công pháp địa tiên thổ thuộc tính là hỗn nguyên luyện thổ quyết. Xem bản tóm tắt cơ bản kèm theo công pháp này thì phẩm dai của nó quả thực không thấp. Sau khi tu luyện thành, chỉ ít cũng có thể đạt tới cấp độ kim tiên. Nhưng khi hắn nhìn thấy yêu cầu nền tảng của công pháp này thì trong lòng nhất thời nguội lạnh vì điều kiện cần có lại là một viên Hỏa Nguyên Long nha quả thành thục. Theo miêu tả thì quả này là quả của một loại cây ăn quả thiên địa linh vật ẩn chứa lực lượng pháp tắc hỏa thuộc tính. Cây này sinh trưởng tại khu vực cực kỳ khó tìm, từ khi quả xanh phải trải qua mấy chục ngàn năm mới chín, có vẻ cùng loại với Huyền Thiên quả thực trước đây. Từ khi quả mới bắt đầu hình thành đã tiết ra mùi thơm nồng nặc, thường thì không đợi đến khi chín đã bị linh thú ăn mất. Cho nên quả chín rất khó có mà có tiền cũng không mua được. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải từ bỏ công pháp này, tiếp tục tìm kiếm điển tịch khác. Khoảng nửa canh giờ sau, hắn tìm được một bản công pháp địa tiên tên là Tiêu Sơn Hàn Băng Quyết, phẩm cấp không bằng Hỗn Nguyên Luyện Thổ Quyết lúc trước nhưng là công pháp băng thuộc tính thuộc hành thủy. Tại Hải vực Hắc Phong mà nói thì nó cũng có mấy phần địa lợi. Nhưng mà, yêu cầu của nó cũng rất hà khắc là người muốn lấy phải chấp hành một nhiệm vụ là tới một chỗ hiểm địa của Bắc Hàn Tiên vực để tìm một vật Nhiệm vụ này kéo dài trong vòng trăm năm, bất kể có thể tìm được hay không thể tìm được đồ vật cần thiết thì chỉ cần không vẫn lạc, sẽ có thể thu được công pháp này. Hàn Lập xem xong, tất nhiên là cho mày, lắc đầu liên tục. Qua dòng giã một ngày một đêm, khi hắn cơ hồ đã lật tận đáy tất cả các công pháp tu luyện, ngoại trừ hai bộ công pháp biệt tiên cao dài lúc trước thì cuối cùng hắn cũng chỉ phát hiện được một bộ công pháp tên là Hắc Hải Trọng Thủy Kinh. Công pháp này cũng có chút kỳ lạ, chẳng những có thể mượn tín niệm lực ngưng tụ lực lượng thủy pháp tác mà còn có thể từ trong nước biển để luyện ra trọng thủy. Mà trong quá trình tinh luyện trọng thủy cũng chính là quá trình người tu luyện công pháp này tăng cường tiên linh lực, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Dựa theo bản tóm lược, công pháp tinh luyện trọng thủy này gồm tổng cộng có 9 tầng. Theo lý thuyết là có thể trợ giúp người tu luyện đột phá cảnh giới chân tiên, đạt tới cảnh giới cao hơn một tầng là kim tiên. Sở dĩ nói theo lý thuyết có thể đạt tới là bởi vì thực tiễn từ trước tới nay chưa có người nào chân chính thành công. Đây cũng không phải là do bộ công pháp này quá mức thâm ảo nên khó tu mà ngược lại độ khó về tu luyện còn thấp hơn so với hai bộ công pháp trước đó nhiều. Chỉ là tu luyện công pháp này, quá trình tiến hành tinh luyện trọng thủy không dễ dàng, tốn rất nhiều thời gian. Đồng thời, sau đó tầng tu luyện càng cao thì càng cần thời gian dài. Vị địa tiên sáng tạo ra môn công pháp này luyện ra trọng thủy là một dòng suối nhỏ so với mức độ ở tầng thứ ba thì đã hao phí trọn vẹn gần 50 vạn năm, cuối cùng mới miễn cưỡng tiến nhập chân tiên trung kỳ nên lúc đó đã biến thành trò cười của đồng đạo. Về sau, chính lão ta cũng không chịu nổi tiến cảnh tinh luyện trọng thủy chậm chạp sau đó nên đã đổi tu sang những công pháp khác. Dựa theo lão ta tính toán là muốn tu luyện đạt đến tầng thứ 6 thì thời gian cần thiết chỉ sợ có thể cần đến ngàn vạn năm. Ngược lại, Hàn Lập đối với điều này lại không quá chú ý vì dù sao hắn cũng không muốn một lòng đi theo con đường biệt tiên. Sở dĩ hắn muốn tu luyện công pháp địa tiên là do lâm vào hoàn cảnh phải dùng nó làm thủ đoạn để khôi phục pháp lực mà thôi. Huống hồ, chính bởi vì công pháp này tồn tại một chút thiếu hụt nên điều kiện cần để đạt được nó so với hai bộ công pháp lúc trước cũng đơn giản hơn rất nhiều. Đó là chỉ cần dùng một loại vật liệu tùy ý có ẩn chứa lực lượng pháp tác để trao đổi là đủ. Sau khi hạ quyết tâm, hai ngón hàn lập ở chỗ mi tâm lại động một chút, từ đó lập tức bắn ra một sợi thanh quang đến vị trí khắc hải trọng thủy kinh bên trên trận bàn, sau khi chờ đợi ước chừng một chén trà trên trận bàn mới lóe lên quang mang phóng ra một chùm hào quang màu xanh ở bên trong mật thất chỗ thanh quang rơi xuống hiện ra một hư ảnh nam tử đầu đội mặt nạ màu xanh ly miêu gã có dáng người cao lớn dị thường thân thể rất cường tráng nhưng mặc trang phục hết sức kỳ lạ của dị tộc nhìn không giống của nhân tộc vị đạo hữu này lại chọn chúng bộ hắc hải trọng thủy kinh này của ta nam tử ôm quyền hướng hàn lập rồi nói âm thanh to rõ ràng nhưng giọng điệu lại khá ôn hòa không sai, căn cứ lời các hạ giới thiệu, dùng một loại vật liệu tùy ý có ẩn chứa lực lượng pháp tác để đổi là được nhưng cũng không nói rõ số lượng cần thiết. Làm phiền đạo hữu nói tỉ mỉ hơn một chút, Hàn Lập đáp lễ một chút, rồi trực tiếp hỏi, chương 124, Thổ Tôn Quả và Ngưng Hải Tinh. Ha ha, công pháp điển tịch có phân chia cao thấp, tài liệu chứa lực lượng pháp tác cũng có ưu nhược điểm khác nhau. Còn số lượng tỷ lệ đổi cụ thể thì phải xem phẩm chất vật phẩm mà đạo hữu đưa ra chứ nam tử cao lớn vừa cười vừa nói hàn lập nghe thế chỉ suy nghĩ một chút tay áo khẽ vung trong lòng bàn tay liền hiện ra một quả hạch đào hoa văn mặt người kỳ dị vật này vừa xuất hiện không gian liền tràn ngập khí tức thuộc tính thổ nồng đậm đạo hữu xem thử vật này trao đổi có được không hàn lập liếc bóng dáng nam tử kia một cái rồi nói nam tử kia thấy thế thì khẽ giật mình vô thức bước về phía hàn lập nửa bước sau đó chợt dừng lại bâng cua nói thổ tôn quả này quả có chứa một chút lực lượng pháp tắc nhưng cũng chẳng nhiều cho lắm. Nếu đạo hữu muốn dùng vật này để trao đổi thì ít nhất cũng cần 10 quả. Thì ra vật này tên là thổ tôn quả, Hàn Lập nghĩ thầm, nhưng trên mặt không chút biến sắc, cũng không mở miệng, chỉ bình tĩnh liếc nam tử kia, không nói một lời. Nam tử kia thấy vậy thầm than một tiếng, cho rằng việc lúc nãy lỡ không nhịn được bước tới nửa bước đã bị Hàn Lập nhìn ra, đành đổi lời nói. Nếu đạo hữu có thổ tôn quả phẩm chất tốt hơn thì đưa ra năm quả, tại hạ đành miễn cưỡng đồng ý vậy hàn lập nghe vậy chỉ khẽ cười một tiếng thò hai ngón tay ra lạnh nhạt nói hai quả đạo hữu làm thế cũng quá bất cận nhân tình rồi mặc dù hắc hải trọng thủy kinh của tài hạ có chút khiếm khuyết nhưng cũng là công pháp địa tiên thật sự hai thổ tôn quả này chắc chắn không thể đổi được bóng nam tử nghe thế vội khoát tay lia luyện nói công pháp này nhìn thì không tệ nhưng có thật là chỉ có chút khiếm khuyết không thì sợ rằng trong lòng đạo hữu hiểu, hiểu rõ hơn ai hết phải không vậy nên Ta lấy hai quả linh quả quý hiếm đổi lấy một thứ vô dụng cũng là đủ chứ?" Hàn Lập cười nói, "Hai thổ tôn quả này thực sự là không đủ, hay đạo hữu thêm một quả đi, lấy ba quả để đổi có được không?" Nam tử kia nghe thế, suy nghĩ thêm một lát rồi do dự nói, "Thêm một quả cũng được, có điều đạo hữu cần trả lời tại hạ một vấn đề trước đã." Hàn Lập nghe vậy, suy nghĩ một chút rồi nói, "Chỉ trả lời một vấn đề?" Nam tử kia hơi ngẩn ra, nghi hoặc hỏi, "Đúng ta tin rằng đạo hữu biết được đáp án vấn đề này. Hàn lập cười nói, đạo hữu xin hỏi, nam tử kia nghĩ một chút rồi khẽ gật đầu nói, thật không dám giấu giếm, mặc dù tại hạ ngẫu nhiên được mấy quả thổ tôn quả này, nhưng còn chưa biết nhiều về công hiệu của nó, mong rằng đạo hữu có thể giải thích một chút. Hàn lập nói, bóng dáng kia nghe vậy hơi xứng lại một chút, sau đó mới gượng cười nói, xem ra đạo hữu hỏi đúng người rồi. Quả này chính là một loại linh quả tương đối đặc thủ chứa thuộc tính thổ, cây của nó gặp đất mà lên, 10 vạn năm mới nảy mầm, trăm vạn năm mới được cây, 10 vạn năm mới ngưng thành quả. Đây chính là tài liệu tuyệt hảo để luyện chế tiên khí thuộc tính thổ hoặc đạo binh đẳng cấp cao. Thì ra là thế, đa tạ đạo hữu chỉ giáo, chúng ta hoàn thành giao dịch thôi. Hàn lập khẽ cười nói, nam tử kia không nói gì nữa, chỉ khẽ giật đầu. Tiếp đó, hai người đồng thời giơ tay lên, bắn một cái bọc bay thẳng vào trung tâm trận bàn kia. Bất đồng chỉ là, bên hàn lập là ba quả hạch đào mặt người tản ra ánh sáng màu vàng đất, còn bên kia là một bản sách cổ. Ba quả hạch đào bay vào trong vòng xoáy, hào quang chỉ lóe lên đã biến mất không thấy đâu nữa. Lát sau, trận bàn lại lóe lên một cái, hiện ra một cuốn sách cổ màu xanh đen, từ từ bay ra khỏi vòng xoáy. Hàn lập thò tay tóm lấy cuốn sách, thần niệm khẽ động, tra xét qua không thấy bất cứ dị thường nào mới nhìn lại bóng nam từ kia. Lúc này đối phương cũng vừa kiểm tra xong, khẽ ôm quyền nhìn về hướng hàn lập, không nói gì nữa, bóng dáng hơi nhòe đi rồi mất hẳn. Hàn Lập cười cười, biết rằng đối phương cảm thấy bị thiệt thòi nên hơi bực mình, nhưng hắn cũng chẳng để tâm, chỉ thu cuốn sách lại rồi tiếp tục nhìn về phía trận bàn. Công pháp địa tiên cấp cao đã có, giờ hắn chỉ cần tìm tài liệu luyện chế hóa thân địa trích mà thôi. Vốn dĩ Hàn Lập định dùng thổ tôn quả này làm tài liệu chính để luyện chế hóa thân địa trích, có điều hiện giờ nếu đã quyết định tu luyện hắc hải trọng thủy kinh thì không thể dùng chúng nữa, hắn cần tìm tài liệu chứa pháp tắc thuộc tính thủy mới được. Hiện giờ xem ra cái này cũng không khó lắm hắn chỉ tay vào mục đổi vật, sau đó thả thổ tôn quả lên, ghi chú yêu cầu đổi lấy tài liệu pháp tác thuộc tính thủy. Từ những thứ hắn quan sát được thì tuy rằng vô thường minh này thần bí, nhưng phạm vi thế lực chắc chắn không chỉ giới hạn ở hải vực Hắc Phong, và thành viên trong minh cũng không ít, nếu không tuyệt đối không thể hình thành quy mô giao dịch rộng lớn và đa dạng như vậy được. Nói cách khác thì đổi linh quả thuộc tính thổ chân quý như thổ tôn quả lấy tài liệu ẩn chứa pháp tác thuộc tính thủy cũng không phải chuyện khó. Sau khi xong việc, Hàn Lập phất tay thu lại hư ảnh trận bàn, sau đó ngồi xếp bằng xuống, lật tay lấy cuốn Hắc Hải Trọng Thủy Kinh kia ra, cẩn thận tìm hiểu. Kết quả đúng với dự liệu của hắn, chỉ 7-8 ngày sau đã có mấy người liên hệ tỏ ý muốn trao đổi. Hàn Lập cũng không lập tức giao dịch mà đợi thêm mấy ngày, so sánh hơn 10 loại tài liệu rồi mới quyết định chọn một thứ tên là Ngưng Hải Tinh. Vật này ẩn chứa pháp tác thuộc tính thủy cực kỳ nồng đậm, vô cùng phù hợp với công pháp Hắc Hải Trọng Thủy Kinh nghe nói một khối lớn cỡ móng tay đã ngưng tụ tinh hoa của đại dương ngàn dặp nên mức độ chân quý của vật này còn hơn cả thổ tôn quả vậy nên hắn đành sử dụng hết số quả còn lại thêm một số linh tài khác mới tạm đủ giao cho đối phương sau khi chuẩn bị hết nguyên liệu Hàn Lập bắt đầu tiến hành bế quan Xuân đi thu tới hơn một năm trôi qua đối với chân tiên giới chỉ như một cái búng tay mà thôi lúc này một bên Hàn Lập vẫn dùng lục dịch đào tạo đản hồn hoa một bên tìm hiểu hắc hải trọng thủy kinh cố gắng chuẩn bị bước cuối cùng để luyện chế hóa thân địa trích. Một ngày nào đó, tại một đáy biển cách ôm mông đảo hơn vạn lý. Đáy biển nơi này cao thấp không giống nhau, có những dãy núi nham thạch dựng đứng, giống như một vùng núi trùng điệp vậy. Nham thạch này màu đỏ sậm, mặt ngoài gồ ghề, rõ ràng là do nóng chảy gặp lạnh tạo nên. Ngoài ra bên dưới còn thấy những lỗ thủng đen thấm không biết thông tới nơi nào. Đây là một dãy núi lửa dưới đáy biển vẫn thường phun trào nên hầu như không có mấy người tới. Trên một nơi tương đối bằng phẳng, có một vòng bảo hộ màu lam hình cầu ngăn cách nước biển, không thể nhìn rõ bên trong. Trong đó là một người áo bảo xanh đang khoanh chân ngồi, chính là Hàn Lập. Xung quanh, hơn 10 trụ đá đứng sừng sững, ở giữa là một pháp trận thuộc tính hỏa được khắc bởi những phù văn đỏ thấm. Một lúc lâu sau, hắn mới từ từ mở mắt, gương mặt trầm tĩnh lẩm bẩm khe khẽ. Lập tức pháp trận đỏ rực kia ông ông vận chuyển, các cột đá xung quanh phóng ra một màn hào quang đỏ thẫm xuyên qua màn bảo hộ chiếu sáng toàn bộ vài dặm xung quanh. Hắn mau chóng bấm niệm pháp quyết, trận pháp từ từ vận chuyển làm mặt đất bắt đầu rung động. Một lát sau, hắn quát lên một tiếng, rác, chính giữa trận pháp, khu vực rộng hơn một trường, ngay chỗ không có khắc trận văn chợt hiện ra từng vết nứt, sau đó lộ ra một cái động lớn. Bên trong mà một không gian đỏ rực, từ trên nhìn xuống có thể thấy nham thạch đang cuồn cuộn chảy và lửa hừng hực cháy. Những ngọn lửa này không giống với địa hỏa bình thường do nham thạch sinh ra mà được nhuộm màu vàng óng ánh, chính là dị hỏa của địa hỏa dưới đáy biển sâu, có thể tồn tại được trong nước biển, uy lực mạnh hơn lửa bình thường không chỉ mấy lần. Một làn khí nóng tràn ra, làm nước biển xung quanh gào thét kinh khủng hơn. Hàn lập thoát một cái đã xuất hiện nơi cửa động, tiếp tục khoanh chân ngồi xuống, mười ngón tay thoan thoát điểm vào không trung. Trận pháp xung quanh lập tức vận chuyển nhanh hơn mấy lần, tản mát ra ánh sáng đỏ chói mắt, không ngừng tràn vào trong động nham thạch nóng cháy dưới đất cũng trào lên, từ từ dâng tới cửa động. Một tiếng phốc, vang lên, đột nhiên một ngọn lửa màu vàng kim lớn phun ra khỏi cửa động, xoay tròn theo hướng đinh ốc rồi lao ra cao tới bảy tám trượng, tựa như đang điên cuồng, lúc nào cũng có thể nổ tung ra. Hàn lập nghiêm mặt, pháp quyết trong tay càng nhanh hơn, hào quang trận pháp tạo ra càng đậm hơn, từng tia sáng đỏ từ trận pháp bắn ra bao phủ lấy ngọn lửa kia. Một lát sau, địa hỏa dần mềm mại đi, tựa một chú ngựa hoang đang từ từ bị thuần phục theo ngón tay Hàn Lập mà biến thành các hình dạng khác nhau. Hàn Lập thấy vậy, sắc mặt mới thả lỏng đôi chút, vung tay lên, một loạt các loại tài liệu đủ màu liền hiện ra. Dùng pháp lực hiện giờ của hắn thì không thể luyện hóa các tài liệu này được. Vì thế hắn mới nghĩ tới cách mượn lực lượng của địa hỏa dưới biển sâu này. Tiếp đó hắn vung tay, một phần khoáng thạch óng ánh bay ra, rơi xuống ngọn lửa. Hai tay hắn bấm pháp quyết, không ngừng điều khiển hỏa diễm bao phủ tài liệu này. Không biết bao lâu sau, khoáng thạch kia từ từ tan ra, hóa thành một đám chất lỏng màu trắng đục. Hắn quan sát thêm một chút mới vẫy tay bắn ra một phần tài liệu khác rơi xuống ngọn lửa. Trong nháy mắt, lại một tháng trôi qua, hầu hết số tài liệu xung quanh Hàn Lập đã qua hỏa diễm địa hỏa, bị luyện chế xong, lại trộn với nhau tạo thành một viên cầu màu xanh to cỡ cái thất, khẽ chuyển động trong hỏa diễm. Sắc mặt Hàn Lập hơi tái đi, hắn lật tay lấy một cây vân hạc thảo ra bỏ vào miệng, chờ khi đỡ mệt mỏi mới lấy một viên tinh thạch màu xanh đậm lớn cỡ miệng bát ra từ ngoài nhìn vào viên tinh thạch óng ánh này có thể thấy được bên trong nó ẩn chứa ánh sáng lam tinh thuần cực kỳ tựa như nước rung động đồng thời có chấn động pháp tác thuộc tính thủy nồng đậm tuôn ra vật này chính là ngưng hải tinh hàn lập nhìn kỹ viên tinh thạch trong tay hít một hơi thật sâu rồi vung tay thả vật này vào địa hỏa hừng hực cháy dưới sự khống chế cẩn thận của hắn địa hỏa dần dần bao bọc lấy viên tinh thạch kia nhưng đúng lúc này mặt ngoài tinh thạch chợt hiện ra một màn hào quang màu lam nhạt chuyển động liên tục làm nó giống như một đám nước trong sáng sạch sẽ. Địa hỏa nơi biển sâu có thể rong kim hóa thiết vậy mà lại bị màn nước này ngăn lại, không thể xâm nhập được chút nào vào trong. chương 125, cô động hóa thân. Hàn lập nhìn miếng ngưng hải tinh chẳng thay đổi chút nào kia, không tỏ vẻ kinh ngạc chút nào, trái lại trong lòng còn thêm vài phần mong đợi. Hắn lẩm bẩm mấy tiếng, hai tay bỗng vung lên, những tiếng xoẹt xoẹt chợt vang lên không dứt, mấy chục cây trận kỳ bắn ra từ người hắn, rơi xuống các nơi khác nhau, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi đâu nữa. Một lúc sau, từng tia sáng rực rỡ bắn ra rồi vỡ tung tóe, hào quang đỏ của đại trận đậm đặc hơn tới mấy lần, vô số phù văn đỏ tươi bay ra, hóa thành một dòng nước đỏ rực nhập vào trong địa hỏa. Một luồng khí nóng bốc lên, nhiệt độ khắp nơi tăng vọt, mà địa hỏa vốn màu vàng nhạt cũng dần hóa thành màu vàng sẫm hơn. Ngưng Hải Tinh bị địa hỏa bao phủ, mà nước bên ngoài cuối cùng cũng lưu chuyển chậm lại, dần mờ hơn. Không biết bao lâu sau, mà nước kia mới nhạt hơn rồi bắt đầu tan đi. Thấy cảnh này, Hàn Lập mới khẽ thở ra, pháp quyết trong tay càng bấm nhanh hơn. Theo thời gian trôi qua, Ngưng Hải tinh chậm rãi biến hóa, thoạt nhìn thì đã nhỏ hơn một vòng, biến thành một hình trái tim. Màu sắc của nó vẫn thanh khiết như thế, nhưng bên ngoài đã phát ra một màn hào quang màu lam rực rỡ. Hàn Lập thấy vậy, chỉ suy nghĩ một lúc rồi giơ một tay lên, những tài liệu khác lập tức bay tới, đồng thời tay kia đánh ra một đạo pháp quyết. O o n G. Một đại trận thuộc tính thủy khác trên mặt đất lập tức khởi động, hào quang tỏa sáng, ngưng tụ thành một đồ án bát quái màu lam cực lớn, từ từ vận chuyển. uy uinh rầm rầm, nước biển phạm vi mấy trăm dặm quanh đó bắt đầu sống dậy, trên mặt biển xuất hiện vô số vòng xoáy lớn nhỏ va chạm vào nhau, tạo ra những tiếng nổ lớn. Một luồng lam quang từ trong nước biển lao ra, cuốn về hướng Hàn Lập. Bên trong nó tản mát ra một cỗ thủy nguyên lực vô cùng nồng đậm. Hàn Lập giơ tay bấm niệm pháp quyết, vô số tia sáng lam ùa tới, lao thẳng vào viên cầu màu lam theo hướng tay của hắn viên cầu màu lam lập tức vang lên những tiếng xùy xùy mặt ngoài hiện ra những bóng nước lớn nhỏ rồi mau chóng mất đi viên cầu từ từ dài ra dần hóa thành một hình người màu lam có điều tay chân còn chưa xuất hiện gương mặt cũng không có ngũ quan gì cả thấy vậy hàn lập nghiêm mặt lại mau chóng đọc mấy câu chú ngữ đồng thời hai tay bắn ra từng đạo pháp quyết hình người màu lam chậm rãi biến hóa tay chân mọc ra biến thành một con người hoàn chỉnh gương mặt cũng hiện rõ ngũ quan giống Hàn Lập tới 78 phần. Hàn Lập bỗng quát khẽ một tiếng, một luồng sáng màu lam bắn ra, dừng lại bên cạnh Ngưng Hải Tinh, từ từ chui vào ngực của hình người màu lam. Ầm ầm, một màn sáng màu lam từ hình người phóng thẳng lên trời, nhanh tới mức địa hỏa xung quanh cũng không thể ngăn cản nổi. Đồng thời, từng đường cong hiện ra, xuất phát từ trái tim của hình người rồi mau chóng lan ra toàn thân theo đường đi của mạch máu và kinh mạch. Những tia sáng lam xuất hiện ngày càng nhiều, mau chóng chui vào thân thể người kia làm thân hình y dần trở nên vững chắc không lâu sau một nam tử màu lam đã xuất hiện trên không trung hàn lập thấy vậy gương mặt mới hiện chút vui mừng đến giờ mới chỉ tới giai đoạn đắp nặn hoàn tất quá trình cũng tương đối thuận lợi cũng may mà lúc trước hắn có hỏi thăm lạc mông và tìm hiểu hóa thân không trọn vẹn của giao bát nên giờ mới có thể trôi chảy như thế có điều đây chỉ là bước luyện chế sơ bộ hiện giờ còn cần dùng địa hỏa nung khô để củng cố hình dáng nữa hắn hít sâu một hơi, hai tay tiếp tục bấm niệm pháp quyết. Địa hỏa lại cuồn cuộn dâng lên, bao phủ hóa thân, tạo thành một hỏa cầu, dần dần nung khô thứ bên trong. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã qua 7749 ngày. Hàn lập bỗng mở to mắt, tay bắn ra một đạo pháp quyết. Hỏa diễm bên ngoài dần tản đi, lộ ra hóa thân bên trong. Lúc này, hóa thân đã nhỏ hơn trước rất nhiều, nhưng càng cô động hơn, toàn tản ra một màu lam đậm. Đây chính là dấu hiệu của việc đúc thành công, nhưng nhìn qua vẫn chỉ là một khối xác không, còn chưa có chút linh tính nào cả. Tiếp theo chính là bước cuối cùng để luyện chế hóa thân, khai linh trí. Hàn Lập nghĩ đến đây, đôi mắt nhìn qua xung quanh một chút. Một lúc lâu sau hắn mới lấy ra một vật nhìn như trái tim của loài yêu thú nào đó, đặt trên mặt đất cạnh đó. Mùi máu nồng đậm xen lẫn mùi thơm kỳ dị từ trong trái tim dần tản ra. Đáy biển cách nơi Hàn Lập đứng hơn ngàn dặm, trong một cái động sâu hút dưới đáy vực, giống như sào huyệt của một loài yêu thú biển nào đó một tiếng ầm vang lên, rung chuyển cả không gian, nước biển cuộn trào, một bóng đen cực lớn từ trong động bay ra, nhìn kỹ lại thì thấy đó là một đầu ngư yêu dài hơn 10 trường. Yêu thú này toàn thân trắng noãn như ngọc, đầu hình mặt người, miệng có hai hàm răng nanh trắng ẩn, thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn. Ngư yêu hít sâu một hơi, trên mặt lộ vẻ hưng phấn, nó quấy mạnh một cái, thân thể đã hóa thành một bóng trắng phóng đi. Dùng tốc độ này của nó, trong chốc lát đã thấy nó ngừng lại cách đó ngàn dặm. Cách chỗ nó đứng hơn 10 dặm, có thể thấy một vầng hào quang màu lam lập lòe mùi hương mê người là từ nơi đó truyền tới chính là mùi mà nó thích nhất chứ sa thú có điều bên đó lại có một thanh niên nhân tộc tuy rằng khí tức yếu ớt nhưng ngư yêu lại cảm giác được đối phương khó đối phó trong lòng lại có chút trần chờ thanh niên kia chính là hàn lập hắn cũng không ngẩng đầu lên khóe miệng chỉ hơi nhếch một chút thân hình chỉ nhoáng một cái đã biến mất một khắc sau nước biển cạnh ngư yêu chợt chấn động thân ảnh hàn lập xuất hiện trong hư vô một tay phóng tới năm ngón cong lại chụp về phía ngư yêu một cỗ lực lượng đáng sợ tuôn ra làm nước biển cũng dung chuyển kịch liệt tràn ra hai bên lộ ra một không gian trống rỗng ngư yêu cực kỳ kinh sợ hào quang màu lam quanh thân sáng lên đồng thời hai chân trước vung lên nước biển xung quanh sôi trào một cột nước cực lớn bắn về phía hàn lập bên trong cột nước là vô số tia sáng màu lam liên tục phát ra những tiếng nổ lớn không biết là loại thần thông gì cột nước va vào quyền ảnh của hàn lập phát ra âm thanh đinh tai nhức óc. Cột nước màu lam lập tức vỡ tung tóe, từng đạo hồ quang điện màu lam bên trong nhằm hướng Hàn Lập bắn tới. Những đạo hồ quang điện này cũng không phải lôi điện thực sự mà là một loại thủy lôi, uy lực còn mạnh hơn lôi điện mấy phần. Hàn Lập hừ lạnh một tiếng, cũng không thèm tránh né mà còn bay về phía Ngư Yêu. Uinh uinh rầm rầm, đám hồ quang điện oanh kích lên người hắn đều nổ tan tành, căn bản không thể tạo thành chút tổn thương nào cả. Ngư Yêu thấy thế thì giật mình tỏ ra sợ hãi, nhưng đúng lúc này, Hàn Lập chỉ nhoáng một cái đã xuất hiện sau lưng ngư yêu, không chờ đối phương phản ứng kịp, hắn lập tức tung một quyền vào đầu ngư yêu. Phanh, đầu của ngư yêu lập tức vỡ nát ra, máu thịt não bộ bắn ra xung quanh, nhuộm đỏ cả một phiến hải vực quanh đó. Một tia sáng lam từ đó bắn ra, mau chóng bỏ chạy về phía xa. Bóng lam còn chưa chạy được bao xa thì một thân ảnh hiện lên, giơ tay tóm lấy nó, lộ ra tinh phách của ngư yêu. Tinh phách không ngừng giấy ruộng nhưng đáng tiếc không đạt được hiệu quả nào cả. Hàn Lập liếc qua tinh phách trong tay, nhoáng một cái đã xuất hiện bên trong pháp trận. Ngư yêu này tên là La Phụ yêu, là một loài thủy yêu hiếm thấy. Bước cuối cùng để luyện chế hóa thân chính là khai linh trí. Muốn thực hiện điều này trước hết cần đánh chết yêu thú này tại chỗ, dùng tinh phách của nó làm vật dẫn. Lúc trước Hàn Lập đã mất không ít thời gian tìm kiếm, cuối cùng mới tìm được một con ở đây nên mới đặt chỗ tế luyện ở nơi này. Hắn khoanh chân ngồi xuống, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, hóa thân cũng ngồi đối diện với hắn hắn há miệng phun ra một đoàn sáng xanh, bao bọc tinh phách trong tay rồi bay lên đỉnh đầu hóa thân, đồng thời hai tay liên tục đánh ra các đạo pháp quyết. Nơi mi tâm của hắn sáng lên, tạo thành một màn sáng chói lóa che khuất cả khuôn mặt hắn. Từng giọt mồ hôi chảy ra trên trán Hàn Lập, hắn vô cùng chú tâm, một chút qua loa cũng không dám bởi ngay cả hắn cũng không chắc chắn thi pháp thành công. Hừ, hắn bấm pháp quyết một lúc lâu, sau đó đột nhiên mở to mắt. Hai luồng tinh quang từ đôi mắt hắn bắn ra, nhìn vô cùng lạnh lẽo làm người ta phải khiếp sợ. Hàn lập tiếp tục niệm pháp quyết, một tia sáng lục từ mi tâm bắn ra, chính là một tiểu nhân màu xanh lá cây, chính là một phần nhỏ thần hồn của hắn. Muốn khai linh trí cho hóa thân thì hắn cần làm giống như luyện chế thân ngoại hóa thân vậy, phân liệt một phần thần hồn để chiếm giữ hóa thân mới có thể điều khiển tự nhiên được. Tiểu nhân màu xanh lá chỉ lóe lên một cái đã chui vào trong tinh phách nơi đỉnh đầu hóa thân, sau đó lập tức phát ra một luồng sáng màu xanh bao phủ lấy tinh phách như muốn đồng hóa nó. Tinh phách màu lam lập tức phản kích, nó há miệng cắn vào tiểu nhân màu xanh lá, có điều lại bị tiểu nhân vung quyền đánh bay vào màn hào quang xung quanh, khí tức suy giảm nhiều. Tiếp đó tiểu nhân phất tay, kéo tinh phách qua, sau đó há to miệng cắn tinh phách, xé xuống một phần tinh phách. Tinh phách màu lam thét lên một tiếng thê lương, nó giãy dụa muốn trốn thoát nhưng đáng tiếc tiểu nhân kia mạnh hơn nó nhiều, làm nó lại bị cắn một cái. Chỉ trong nháy mắt, tinh phách kia đã bị tiểu nhân cắn nuốt không còn. Lúc này trên người tiểu nhân đã hiện ra vô số tia sáng màu lam sen lẫn màu lục nó khoanh chân ngồi xuống đỉnh đầu của hóa thân hai tay bắt đầu bấm quyết từ từ chui xuống đầu của hóa thân đôi mắt hóa thân từ từ mở ra trong đôi mắt đã hiện ra một chút thần thái đôi mắt hàn lập sáng lên pháp quyết trong tay càng nhanh hơn từng đạo tinh quang liên tục bắn ra từ mi tâm của hắn rồi chui vào trong đầu hóa thân mà mỗi khi thêm một đạo tinh quang thần thái trong mắt hóa thân càng sinh động hơn một chút hàn lập thấy vậy không khỏi khẽ gật đầu Tính tới giờ, quá trình cô động hóa thân diễn ra hết sức thuận lợi. Tiếp theo hắn cần tiếp tục thi pháp, rót dịch thể của đàn hồn hoa vào để củng cố phân hồn trong hóa thân là xong. Đây là bước mấu chốt nhất, hóa thân có thành công không gần như phụ thuộc hoàn toàn vào bước này. Nghĩ tới đây, Hàn Lập khẽ lật tay lấy ra một hộp ngọc màu xanh lá cây. Hắn mở nắp hộp ra, một vầng sáng vàng trói mắt tràn ra, bên trong đặt một đóa linh hoa hình mẫu đơn màu vàng nhạt. Nhưng đúng lúc này, biến cố phát sinh bỗng năm sáu đạo độn quang xuất hiện gần đó các đạo độn quang này dùng tốc độ cực nhanh phóng tới phía hàn lập mà khí thức phát ra từ những đạo độn quang kia đều là cấp chân tiên chương 126, trăm bức hiếp hàn lập gặp tình huống này đẩy hộp ngọc trong tay lại đồng tử hơi co rụt với lực lượng thần thức của hắn khi đối phương hiện thân trong nháy mắt đã xác định giành mạch tên bay đến đầu tiên là một gã đại hán khôi ngô mặc áo giáp trắng thêu hoa văn đeo mặt nạ đúng là hóa thân địa trích tổ thần Hàn Khâu lúc trước đã từng giao thủ qua. Dù có mặt nạ ngăn cách nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được sát ý lành lạnh trong mắt y. Năm tên khác theo sát phía sau, dung mạo rất sống động nhưng thần tình có vẻ đờ đẫn, xem ra cũng đều là hóa thân. Ngoại trừ một gã nam tử áo giáp màu đen và một lão giả dâu vàng, còn có hai đạo sĩ áo bảo xanh có dung mạo giống nhau như đúc, phảng phất như song sinh. Những tên này tuy Hàn Lập chưa thấy qua nhưng từ tin tức do Lạc Phong cung cấp, có thể đoán được đại khái cũng là tổ thần ở mấy hòn đảo phụ cận. Về phần kẻ đi sau cùng là Mỹ phụ áo lam, lại là một gương mặt quen. Chính là phu nhân hộp cốt đợt trước đi cùng với Hàn Khâu. Sáu tên này dường như đã sớm dùng thủ đoạn cao minh nào đó để thu liếm khí thức, ẩn núp cách Hàn Lập mấy ngàn dặm gần hải vực, thế nên lúc trước Hàn Lập không phát hiện ra. Khoảng cách mấy ngàn dặm đối với chân tiên mà nói, chỉ đến trong chốc lát. Hàn Khâu, kẻ đứng mũi chịu sào, khẽ động cánh tay một đạo bạch quang từ trong tay bắn ra hiện lên một thanh liêm đao mặt ngoài quang mang kỳ lạ chấp động một cái liền điên cuồng phóng lớn tới trăm trượng hung hăng chém thẳng tới chỗ hàn lập liêm đao này mặc dù không phải là tiên khí nhưng cũng là một kiện dị bảo ẩn chứa uy năng khổng lồ ánh đao chưa đến nước biển phụ cận đã tràn đầy hàn quang lành lạnh cuồn cuộn tách dần ra hai bên giờ phút này hàn lập đang ở thời khắc mấu chốt tế luyện phân hồn hóa thân đứng lên còn không được chứ đừng nói đến việc xuất thủ ngăn cản bất quá trên mặt hắn không hề có vẻ kinh hoàng chút nào, một tay bấm niệm pháp quyết, chỉ vào một chỗ. Một vệt sáng xanh từ đầu ngón tay bắn ra, lóe lên rồi chui vào trong màn ánh sáng màu xanh lam xung quanh. O, O, N, G. Màn ánh sáng màu xanh lam đại phóng quang mang, biến thành vô cùng rõ ràng, mặt ngoài hiện ra vô số hư ảnh sóng lớn, phát ra âm thanh ảo ảo. Màn sáng này hiển nhiên là một loại trận pháp cấm chế cực kỳ cao minh. Khi màn sáng màu xanh lam khó khăn lắm mới hình thành thì liêm đao màu trắng đã chém vào. Len keng một tiếng nổ mạnh giống như kim loại đập vào nhau. Đốm lửa bắn ra tứ tung, liêm đao trực tiếp bị đẩy lùi, màn ánh sáng màu xanh lam tuôn ra hư ảnh sóng to tràn trên mặt đất, rung lắc kịch liệt nhưng cũng không bị phá vỡ. Cùng lúc đó, năm tên phu nhân hộp cốt cũng sử dụng các loại pháp bảo của mình công kích. Nam tử áo giáp màu đen dùng là một thanh như ý màu ô kim, lão giả dâu vàng dùng là một đại ấn màu vàng đất, hai đạo sĩ áo bảo xanh dùng là hai cây mát dài màu lam còn phu nhân hộc cốt dùng là một thanh kiếm dài màu đen năm kiện pháp bảo tỏa hào quang mút trời gần như ngay sau liêm đao đồng thời đánh vào màn sáng màu xanh lam âm thanh rất lớn liên tiếp nổ ra khiến cho nước biển xung quanh cuồn cuộn quay cuồng một hồi tuy nhiên những pháp bảo này cũng giống như liêm đao trước đây đều bị màn ánh sáng màu xanh lam ngăn lại rồi bị bật ngược ra ngoài màn ánh sáng màu xanh lam phảng phất như cây liễu trong gió điên cuồng rung động lắc lư bề mặt một lần nữa mãnh liệt gợn sóng phảng phất hết đợt sóng lớn này đến đợt sóng lớn khác cuốn lên nhưng cũng rất nhanh một lần nữa ổn định lại tuy nhiên hào quang màu lam tỏa ra đã ảm đạm đi hơn một nửa tuy rằng từ bên ngoài vẫn không có cách nào nhìn rõ tình hình bên trong màn sáng nhưng đã có thể mơ hồ nhìn thấy hai bóng người đang ngồi xếp bằng đạo hữu hàn khâu ân oán lần trước giữa ta và ngươi đã xong ngươi tới đây là có ý gì hàn lập trầm giọng hỏi hắc hắc muốn trách thì trách tiểu tử ngươi quá tham lam nếu như người thực sự không tìm được bụi cây đàn hồn hoa của lạc mông, sao lại có thể bắt đầu bắt tay vào luyện chế hóa thân địa trích? tuy rằng bụi linh hoa đó còn kém vạn năm hỏa hầu nhưng miễn cưỡng cũng đủ. hàn khâu hắc hắc một tiếng, rồi nói: đạo hữu thành tiên đã lâu, đối với quá trình luyện chế hóa thân quả nhiên hiểu biết vô cùng. lần này không tiếc chờ đợi lâu như vậy, vào đúng thời điểm ta ở bước cuối cùng luyện chế hóa thân, người hiện thân. đoán chắc là tại hạ lúc này vô pháp dừng lại. hàn lập thản nhiên nói các hạ quả nhiên là người thông minh, hiện tại đưa ra cho ngươi hai con đường, một là giao đản hồn hoa ra, chúng ta lập tức rời đi, người đại khái có thể tiếp tục làm đảo chủ ô mông của ngươi, chúng ta cũng sẽ không can thiệp. Về con đường thứ hai, ta nghĩ dù không nói, người cũng vô cùng rõ ràng. Hàn khâu cười lạnh nói, phu nhân hộp cốt và các vị đạo hiếu, liễu mỗ cùng các ngươi không thù không oán. Vậy mà, trừ vị muốn cùng với đạo hiếu Hàn khâu liên thủ đưa tại hạ vào chỗ chết sao? Hàn lập không trả lời Hàn khâu, ngược lại nói với những tên kia. Ta cùng liễu đạo hữu tuy rằng chỉ có duyên gặp mặt một lần, cũng miễn cưỡng coi như quen biết nên khuyên đạo hữu không nên chống cự. Ngươi đã tu luyện theo con đường huyền tiên, thành tựu thân thể vô cùng to lớn, hà tất lại chuyển sang con đường điệt tiên. Chỉ cần đạo hữu nguyện ý hợp tác cùng bọn ta, chúng ta có thể bảo đảm vị trí đảo chủ ô mông của ngươi. Phu nhân hộp cốt chậm rãi nói, hợp tác, hóa ra là các người muốn liễu mỗ ta làm đảo chủ bù nhìn, mặc cho người định đoạt chăng Hàn lập khẽ cười một tiếng nói. Hạc hạc, ngươi rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Các vị đạo hiếu, chỉ cần tiêu diệt kẻ này, điều kiện trước đây hàn mỗ tuyệt đối nói được thì làm được. Hàn khâu cười một tiếng quái dị, tay thúc giục pháp quyết. Liêm đao lần nữa hóa thành một vệt ánh đao, chém tới phía trước. Năm tên kia cũng không nói thêm gì nữa. Cả đám thúc giục pháp bảo của mình, lần nữa hóa thành từng đạo ánh sáng màu đỏ ngay ngắn đánh vào màn ánh sáng màu xanh lam. ầm ầm ầm. Màn ánh sáng màu xanh lam điên cuồng run rẩy, tuy rằng một lần nữa chặn được công kích của sáu tên nhưng màn sáng đã vô cùng ảm đạm, chỉ còn lại một lớp mỏng manh. Bên trong cấm chế màu xanh lam, Hàn Lập trầm mặc không nói, cũng không biết hắn đang làm những gì. Hàn Khâu đột nhiên hét lớn một tiếng, hai tay đánh ra một pháp quyết. Cự liêm màu trắng lóe lên quang mang, hiện ra xung quanh tám hư ảnh cự liêm giống nhau như đúc, xoay tròn xung quanh bản thể cự liêm màu trắng, trông phảng phất như một đóa hoa sen trắng nở rộ, phát ra âm thanh vô cùng chói tai, đánh vào màn ánh sáng màu xanh lam. Âm một tiếng nổ vang rung trời, màn ánh sáng màu xanh lam rốt cuộc răng rắc vỡ vụn, hóa thành vô số lưu quang màu lam phiêu tán, lộ ra thân ảnh Hàn Lập ngồi đối diện với hóa thân ở bên trong. Năm pháp bảo xung quanh hóa thành hồng quang lập tức cùng đánh tới chính giữa chỗ Hàn Lập. Nhưng vào lúc này, xung quanh Hàn Lập một lần nữa hiện ra từng điểm ánh sáng màu lam, rồi có tiếng nước chảy rất lớn, từng màn nước hình bán cầu màu lam lần nữa xuất hiện, không sai biệt lắm so với màn nước trước đây, tuy có vẻ hơi yếu nhược hơn một ít nhưng lại dày hơn mấy chục tầng. Hào quang màu xanh ra trời từ các tầng màn nước tỏa ra rực rỡ, trông cực kỳ thần bí. Năm đạo hồng quang đụng vào quần sáng ở trên, giang rắc một tiếng, một tầng màn nước màu lam phía ngoài cùng lập tức bị chảm phá, nhưng những đạo hồng quang kia cũng nhao nhao bị phản chấn, đánh bay trở lại. Nhưng vào lúc này, mặt khác, màn ánh sáng màu xanh lam lại ông ông chuyển động. Ánh sáng màu lam phía trên như gợn sóng bắt đầu khởi động, từng đạo ánh sáng màu lam từ nước biển xung quanh bắn ra. Màn nước màu lam vừa bị tan vỡ trong nháy mắt một lần nữa ngưng tụ lại. Ánh mắt Hàn Khâu nhìn tròng trọc màn nước màu lam nhiều tầng, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Năm tên kia cũng thế, Hàn lập ở trong trận pháp, thần sắc không thay đổi chút nào. Tế luyện hóa thân địa trích vô cùng mạo hiểm, hắn sao có thể không biết. Vì vậy, hắn sớm từ vô thường minh không tiếc dùng số tiền lớn đổi lấy bộ thiên trọng minh đào trận này để phòng ngừa vạn nhất. Trận này mặc dù không có được thủ đoạn công kích gì nhưng lại hơn ở lực phòng ngự kinh người. Mặc dù Hàn Khâu mang theo 5 tên chân tiên cùng tới nhưng nếu muốn bài trừ trận này cũng sẽ phải tốn nhiều công sức. Lúc này, trong tay Hàn Lập chẳng biết từ lúc nào đã có một bình ngọc chứa chất lỏng màu vàng kim nhạt. Hắn bắt đầu đổ chất lỏng trong bình vào mi tâm của hóa thân địa trích ngồi đối diện. Bên ngoài trận pháp màu lam, Hàn Khâu cùng bọn kia cũng chưa lập tức động thủ. Mấy tên còn lại đều nhìn Hàn Khâu, "Đạo hữu Hàn Khâu" người này xem ra cũng không đơn giản là huyền tiên thông thường. Lại có trận pháp hộ thân lợi hại như thế, nếu muốn bài trừ cũng không dễ dàng. Sắc mặt lão giả dâu vàng trầm xuống, các đạo hữu kỳ thật không cần phải lo lắng. Hắn ta đã vọng tưởng dùng đàn hồn hoa có 8.000 năm hỏa hầu để củng cố phân hồn, chỉ sợ không tốn một ngày một đêm căn bản không thể nào làm được. Thời gian dài như vậy, chúng ta lại nhiều người như vậy, chẳng lẽ không phá vỡ được cấm chế này? Phu nhân hộp cốt cười lạnh nói dù là đàn hồn hoa vạn năm hỏa hầu mà không có hai ba canh giờ, cũng không thể nào thành công. Một tên đạo sĩ áo bảo xanh trong đó cũng gật đầu nói. Hai vị nói rất đúng, chư vị, toàn bộ chúng ta mau giết tiểu tặc này, chia đều tài nguyên đảo ôm mông. Hàn khâu hét dài một tiếng, pháp bảo liêm đao màu trắng tỏa hào quang rực rỡ như hoa, lần nữa nở rộ một đóa sen trắng, chém tới màn nước. Đồng thời, một tay y nắm vào trong hư không một cái, hiện ra một tinh thể tiểu kiếm màu lam óng ánh, không chút lưỡng lự chém về phía trước. Phốc suy, một đạo kiếm quang màu lam dài chừng 10 trượng cuộn xoắn minh mông hiện ra. Một cỗ khí tức cực hàn sen lẫn một ít lực pháp tác chém tới màn nước thủy lam trước mặt. Quang mang của tầng màn sáng thứ nhất chợt hiện, hơn phân nửa thủy quang bị đông kết thành băng. Hoa sen màu trắng thừa cơ chém xoáy xuống, nhất thời đem tầng màn nước màu lam này xoắn nát, chảm phá. Năm tên kia cũng thi triển thủ đoạn của riêng mình, trong nháy mắt đã phá trừ mấy tầng màn nước. Mắt hàn khâu thấy cảnh này, khóe miệng nổi lên một tia trào phúng, rung cổ tay, lập tức một mảng kiếm khí màu lam nổi lên, hóa thành một tòa kiếm sơn, cuồn cuộn chém về phía màn nước màu lam. Tiếng xèo xèo nổi lên, màn nước màu lam lần nữa kịch liệt chấn động, sau một lát lần nữa ẩm ẩm vỡ vụn ra. Trong chốc lát, sáu tên đã liên tục phá vỡ hơn 10 tầng màn nước. Tuy rằng, Thiên Trọng Minh đào trận này có năng lực tự động phục hồi như cũ nhưng mà dưới toàn lực công kích của sáu tên, lại ra tay cực kỳ nhanh chóng, căn bản không đủ thời gian tự động khôi phục. Chỉ là phá vỡ màn nước càng nhiều, bọn chúng bỗng nhiên phát hiện màn nước trước mặt càng ngày càng chắc chắn, muốn phá vỡ tốn hao thời gian càng dài. Sắc mặt bọn hàn khâu dần dần ngưng trọng, đã không còn dễ chịu như lúc đầu. Cả đám liền thi triển ra thủ đoạn cuối cùng, điên cuồng oanh kích vào tầng tầng màn nước. Thời gian trôi đi, trong nháy mắt đã qua hơn một canh giờ. Mấy chục tầng màn nước đã bị phá hơn phân nửa, còn lại khoảng 7-8 tầng. Nhưng mà 7-8 tầng màn nước này lại vô cùng chắc chắn, bọn hàn khâu công kích lên chỉ có thể làm cho lay động không thôi, lập lòe thủy quang nhưng trong nhất thời nửa khác không hề có dấu hiệu bị nghiền nát. Ánh mắt hàn khâu có chút nôn nóng, qua màn sáng trong đã từ từ có thể nhìn thấy thân hình hàn lập rõ ràng hơn nhưng không biết như thế nào, đột nhiên y có chút bất an. Y chợt dừng tay, lật tay lấy ra một vật là một quả cầu lớn chừng quả trứng gà, màu đỏ sậm, mặt ngoài mơ hồ có thể thấy rất nhiều tơ hồng. Một cỗ khí tức vô hình từ quả cầu này tỏa ra. Chương 127, ngoài dự kiến mau rút lui, hàn khâu hét lớn một tiếng, huyết cương âm lôi, hộp cốt phu nhân nhìn thấy quả cầu đỏ sập, sắc mặt kinh sợ, lập tức cùng mấy người khác lui về phía sau. Tất cả quang mang trên người bọn họ đồng loạt sáng lên, hiện ra một đám vòng bảo hộ đủ màu sắc khác nhau. Hàn khâu liền ném quả cầu đỏ sấm, nó hóa thành một đạo hồng ảnh, mạnh mẽ đâm vào màn nước. ầm ầm, một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa, một mặt trời huyết hồng mấy trăm trượng đột nhiên xuất hiện, sau vài khắc, bỗng hóa thành từng mảnh hào quang huyết sắc quét sạch tất cả mọi thứ ở bốn phương tám hướng rồi tan vỡ màn nước màu xanh ra trời đang bảo hộ hàn lập lấp tức bị quả cầu huyết cương âm lôi công phá phá hủy mấy tầng bảo hộ khi chỉ còn một tầng bảo hộ cuối cùng hư ảnh sóng lớn trên mặt đất hiện ra bên trong là hàn lập ngồi đối diện với hóa thân đã có chút rõ ràng dưới ảnh hưởng của của huyết quang mặt đất đã xuất hiện một cái hố sâu khổng lồ vô số nham tương đỏ thấm tràn ra bắn khắp xung quanh làm cho nhiệt độ nước biển ở xung quanh đột nhiên tăng cao, giống như bị đun sôi. Nhưng đối với bọn người Hàn Khâu mà nói, cũng chẳng có ảnh hưởng gì. Chỉ cần thi triển thủ đoạn liền chặn lại được nham tương và nhiệt độ cao ở bên ngoài. Không hổ là huyết cương âm lôi, không ngờ trong tay Hàn đạo hữu còn có vật ấy, chỉ cần thêm một viên nữa, liền có thể phá vỡ triệt để trận pháp này rồi. Nam tử áo giáp đen cực kỳ vui mừng, nói: "Ta chỉ còn có một viên thôi, tại đấu giá hội của Hắc Phong đảo mấy trăm năm trước" ta không tiếc một số tiền lớn mới có thể đổi được. Hàn Khâu hừ một tiếng, có chút đau lòng nói, vẫn còn đủ thời gian, chỉ còn một tầng cấm chế cuối cùng, chúng ta toàn lực ra tay thì sẽ phá vỡ được. Hộp cốt phu nhân mở miệng nói, kết quả ả à vừa dứt lời, một tiếng thét dài từ trong màn nước màu xanh ra trời truyền ra, lam quang bao quanh Hàn lập cùng hóa thân đồng thời tách ra, hình thành một cột sáng xuyên thẳng trời xanh. Từng trận âm thanh thanh minh truyền ra từ bên trong lam quang, trong vòng nghìn dặm nguyên khí hệ thủy cuồn cuộn hội tụ đến, hình thành linh khí tuyển qua khổng lồ, sát nhập vào bên trong hóa thân địa trích. Màu sắc lam quang tách ra từ hóa thân địa trích càng ngày càng chói mắt. Giữa lam quang, hóa thân địa trích cử động tứ chi giống như đang luyện tập để cho gân cốt giãn ra. Thần thái trên mặt linh hoạt, nhìn giống y như người bình thường. Đã hoàn thành, chuyện đó không có khả năng. Bọn người hàn khâu trừng to mắt, há hốc mồm, không thể tin được chuyện xảy ra trước mắt, thất thanh nói hàn lập lạnh nhạt quay đầu nhìn về bọn người hàn khâu đang ở bên ngoài màn nước khẽ nhếch miệng hắn giơ tay điểm lên màn nước màu xanh ra trời một cái màn nước cuối cùng cũng lóe lên rồi tan vỡ hóa thành vô số sợi tơ ánh sáng màu xanh ra trời mỏng một tiếng nổ lớn suy suy vô số sợi tơ mỏng màu xanh ra trời chẳng chịt bắn ra nhanh như chấp lao đến bọn người hàn khâu bọn người hàn khâu đang kinh hoàng khiếp sợ thấy tình huống này không dám đỡ đòn mà nhanh chóng lui về sau trốn đi vào lúc này hóa thân địa trích ở bên cạnh Hàn Lập, hai tròng mắt lóe lên lam quang, sử dụng hai tay, trong miệng phát ra một tiếng hét lớn. Lam quang bao quanh người hóa thân bỗng nhiên sáng ngời, phảng phất như sóng dữ đang cuồn cuộn kịch liệt. Thoáng một cái, một luồng pháp tắc hệ thủy trong lam quang lóe lên rồi biến mất. Nước biển trong phạm vi mấy trăm dặm đột nhiên cuồn cuộn, hình thành từng cơn sóng dữ cực lớn, từ bốn phương tám hướng mãnh liệt lao về hóa thân địa trích. Bọn người Hàn Khâu đang tránh né, không kịp đề phòng liền bị nước biển cuồn cuộn vỗ chúng một luồng đại lực quỷ dị áp bức khiến thân hình bọn họ lập tức trì trệ nhưng mà bọn họ dù sao cũng là điệt tiên hào quang trên người lóe lên phá vỡ nước biển cuồn cuộn tiếp tục bay về phía trước chỉ có hộp cốt phu nhân động tác tựa hồ chậm hơn một nhịp thân thể đột nhiên bị sợi tơ mỏng màu xanh ra trời quấn lấy ả à biến sắc đang muốn thi triển thần thông giấy dụa khỏi những sợi tơ những sợi tơ mỏng kia tốc độ nhanh hơn hơn nữa còn giống như là vật sống nhanh chóng lan ra khắp cơ thể bao phủ cơ thể ả à tầng tầng lớp lớp hình thành một cái kén tầm khổng lồ màu xanh ra trời. Một khắc sau, bên ngoài kén tầm xuất hiện một hoa ảnh bóng người, chính là Hàn Lập. Sắc mặt hắn lạnh lùng, đánh ra một quyền, quyền phong còn chưa kịp đến, một luồng khí thức hủy diệt thiên địa đáng sợ đã cuốn ra, hướng đến hộp cốt phu nhân đang bị nhốt. Thân thể nàng bị quấn quanh, mặc dù có chút hoảng loạn, nhưng vẫn lẩm bẩm niệm chú ngữ. Ông, một cây trường kiếm màu đen lóe lên xuất hiện bên ngoài kén tầm màu xanh ra trời, hóa thành một đường kiếm hình cầu vòng rất lớn, chém về phía Hàn Lập. Một luồng kiếm ý lăng lệ ác liệt không cách nào diễn tả được phát ra theo kiếm quang màu đen. Đường kiếm màu đen hình cầu vòng không chém trúng thân thể Hàn Lập, nhưng kiếm ý lành lạnh đã rót vào trong óc hắn, giống như có thể đem thần hồn của hắn trực tiếp chém ra. Hộp cốt phu nhân hiển nhiên nhìn ra Hàn Lập vừa mới tế luyện hóa thân địa trích, thần hồn bị hao tổn, không thể chịu được kiếm này. Hàn Lập không có ý định né tránh, tinh quang bên ngoài thân lập lòe, hiện ra một màn mỏng trong suốt nắm đấm không ngừng chút nào hóa thành kim ảnh, rắn chắc, công kích lên kén tầm màu xanh ra trời. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ bên trong kén tầm truyền ra. Một tiếng trầm đục, kén tầm mạnh mà một cỗ, tiếng kêu thảm thiết im bặt. Cùng lúc đó, một tiếng khanh thật lớn vang lên, đường kiếm màu đen hình cầu vồng chém xuống vai Hàn Lập. Chân cực chi khu bên ngoài thân thể hắn run lên liên hồi, lập tức liền khôi phục như thường. Chân cực chi khi ngăn cản một kiếm long trời lở đất lại, kiếm ý lành lạnh tính chui vào bên trong đầu hắn, liền giống như trâu đất xuống biển nhưng lại không có một tiếng động nào, thậm chí còn không khiến cho hắn biến sắc. Mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt từ khi bọn người hàn khâu trần chờ đang định lao đến cứu thì hóa thân địa trích của hộp cột phu nhân đã không còn truyền ra bất kỳ khí tức gì. Hàn lập chậm rãi thu hồi cánh tay, sau đó phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, những sợi tơ mỏng màu xanh ra trời dần tiêu tán. Bên trong kén tầm, hiện ra một hóa thân địa trích đã bị phá hủy thành vô số mảnh linh quang bên ngoài cực kỳ ảm đạm, giống như là mấy khối đá bị nghiền nát. Năm người Hàn Khâu đang đứng nhìn, thấy vậy bèn nhìn nhau, đều thấy một sự kiêng kỵ trong mắt đối phương. Nhất là ánh mắt của bốn người còn lại nhìn Hàn Khâu, trong ánh mắt tràn đầy sự tức giận và chất vấn. Nếu bọn họ sớm biết người mà bọn họ phải đối phó là một gã huyền tiên chỉ dùng một quyền đánh vỡ hóa thân địa trích trong nháy mắt, thì cho dù có hứa hẹn gì thì bọn họ cũng không dám đến đây. Hàn lập chậm rãi khe vẫy cánh tay, đem chữ vật pháp khí trên người hóa thân của hộc cốt phu nhân cùng với trường kiếm thu vào đồng thời hóa thân của hắn cũng biến thành một đạo lam ảnh lóe lên rồi lập tức chui vào cơ thể hắn biến mất không thấy bóng dáng làm xong mọi việc hắn chậm rãi ngẩng đầu lên ánh mắt chậm rãi quét qua bọn người hàn khâu cuối cùng ngừng lại ngay hàn khâu tuy chỉ là liếc nhìn bình thường nhưng lại làm cho nội tâm của hàn khâu lột bộc một cái tự dưng một cảm giác hãi hùng khiếp vía trỗi dậy cùng lúc đó thân hình của hàn lập trở nên mơ hồ biến mất tại chỗ. Coi chừng, Hàn Khâu thần sắc nghiêm trọng, hét lớn một tiếng. Gã chưa kịp xuất lời, đột nhiên trong miệng liền lẩm bẩm, vung hai tay áo lên, một mảng khí lớn màu trắng khói tuôn ra từ bên trong, hình thành một đám sương mù màu trắng rộng khoảng vài trượng. Bốn người kia đã muốn rút lui, gặp tình cảnh này, liền kinh hãi tế ra pháp bảo của riêng mình, hoặc là thi triển bí thuật, khiến cơ thể được tầng tầng lớp lớp bảo hộ. Hư không lóe lên, thân ảnh Hàn Lập từ hư vô quỷ mị xuất hiện trên đỉnh đầu Hàn Khâu nắm tay đã hiện ra một lớp lông khỉ kim sắc vừa thô vừa to, kim quang vô cùng chói mắt, đánh ra. Hắn khẽ quát một tiếng, một quyền từ xa xa bay ra. Oanh một tiếng, trên đỉnh đầu hàn khâu, hư không bỗng nổi lên sóng gió, một vòng xoáy mịt mở trống rỗng màu vàng xuất hiện, chuyển động biên cuồng, phát ra âm thanh tê tê. Chỉ có thể thấy một quyền ảnh màu vàng cực lớn bắn ra từ bên trong, một luồng sóng lực khổng lồ cực kỳ khủng bố truyền ra từ bên trong quyền ảnh, đánh xuống phía dưới, sương mù màu trắng khói quanh người hàn khâu kịch liệt chấn động phiên cổn mơ hồ liền muốn tán loạn hồn vía hàn khâu muốn bay lên trời uy lực của một quyền này còn hơn xa so với thần thông mà lần trước gã nhìn thấy hàn lập thi triển dưới tình thế cấp bách hắn bỗng nhiên điên cuồng hét lên một tiếng hai tay bấm niệm pháp quyết mãnh liệt một luồng khí tức cực hàn đột nhiên bộc phát ra từ sương mù màu trắng nước biển xung quanh lập tức bị đóng băng một ngọn núi băng màu trắng xuất hiện phía trên đỉnh đầu hàn khâu tản mát ra một chút xíu pháp tác lực Đỉnh núi băng sắc nhọn vô cùng, giống như một thanh kiếm băng cực lớn, hướng về quyền ảnh màu vàng đỡ lấy. Cả hai va chạm ầm ầm vào nhau, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Núi băng màu trắng chấn động mạnh một cái, lập tức ầm ầm vỡ vụn ra, hóa thành vô số tảng băng văng ra xung quanh. Quyền ảnh màu vàng không giảm tốc độ mà tiếp tục lao xuống, hung hăng đánh về phía Hàn Khâu. Trước tình huống nghìn cân treo sợi tóc, Hàn Khâu lấy ra một ô kim thiết bài, tản mát ra bên trong một luồng pháp tắc chấn động không rõ hóa thành một tầng ô quang, chặn lại quyền ảnh màu vàng trong trước mắt. Nhưng mà, quyền ảnh liền đè sập ô quang dễ như trở bàn tay, ô quang trong trước mắt liền vỡ vụn ra. Ngay lúc đấy, Hàn Khâu đã hóa thành một đạo lam quang, bay về sau tránh né, nhưng mà không kịp né quyền phong đến gần, cánh tay trái của gã không cánh mà biến mất. Trong nội tâm Hàn Khâu tràn đầy sự hoảng sợ, thậm chí cũng không dám nhìn về sau lưng. Vào lúc này, một âm thanh tức giận hừ lạnh như băng vang lên bên tai gã, lập tức đầu óc gã bỗng nhiên đau nhức, giống như bị một thanh dao găm nung nóng đâm trúng. Thân hình gã lập tức ngừng lại, ôm đầu kêu thảm thiết. Một bóng người xuất hiện trước người hắn, Hàn Lập hiện thân ra, không nói hai lời đánh một quyền. Phanh, hóa thân địa trích của Hàn Khâu, cũng giống như của hộp cốt phu nhân lúc trước, nổ tung biến thành một đống đá vụn. Bốn người còn lại thấy cảnh này, vẻ khó tin cùng hoảng sợ biểu lộ ra. Vốn lúc trước đã có ý định muốn rút lui, giờ phút này liền không trần chờ, hóa thành bốn đạo độn quảng, hướng nơi xa xa bay đi, không dám quay đầu nhìn lại. Hàn lập nhìn bốn người kia bay đi, không có đuổi theo, mà hắn lấy chữ vật pháp khí của hóa thân hàn khâu cùng với pháp bảo thu vào, không chút hoang mang liền thả ra thần thức thăm dò bên trong. Bốn người kia một hơi chay trốn hơn mấy vạn dặm, mắt thấy hàn lập không có đuổi theo, thở phù nhẹ nhóm, chậm rãi ngừng lại. Đáng chết, lần này thật sự đã mắc bẫy to, cái thằng hàn khâu kia lại đi mời chúng ta đối phó với một nhân vật lợi hại như vậy. Lão giả dâu vàng vừa thở hổn hển, vừa tức giận nói. Ba người khác sắc mặt cũng rất là khó coi, dựa vào thân thông người nọ vừa mới thi triển, có vẻ là huyền tiên. Khó trách, thực lực cường đại như vậy, nam tử áo giáp đen ông ông mở miệng, âm thanh có chút sợ hãi. Huyền tiên, hai đạo sĩ áo bào xanh sắc mặt có chút biến hóa. Hai người bọn họ trở thành tổ thần mới vài vạn năm, thực lực còn yếu, nghe hai người kia nói chuyện, trong lòng càng thêm bất an. Hàn khâu tự tìm đường chết thì không nói, vậy mà còn muốn kéo theo chúng ta, chúng ta đắc tội với người nọ, chỉ sợ ngày sau chắc chắn đối phương sẽ trả thù. Lão giả dâu vàng trên mặt tràn đầy lo lắng, bọn hắn thân là tổ thần, chạy khỏi hòa thượng cũng chạy không khỏi miếu. Bởi vì nguyên nhân như thế nên tổ thần, biệt tiên làm việc cực kỳ cẩn thận, không dám tự tiện đắc tội người khác. Lần này, bọn họ vì lợi dục hôn tâm, đồng thời cho rằng dễ ăn nên sau khi cân nhắc một phen nên đã đồng ý lời mời của Hàn Khâu, không nghĩ đến lại có kết cục như vậy bốn người nhìn nhau, trong mắt tràn đầy hoang mang lo sợ. Bọn họ cũng chỉ là tổ thần nhỏ nhỏ, căn bản không có ai chống lưng phía sau, nếu như ngày sau đối phương đến tận nơi báo thù, bọn họ không có khả năng chống đỡ. chương 128, Phá Xích Thượng, Hàn Lập mở to mắt, thu hồi lại thần thức trong pháp khí chứa đồ. Thật ra, đàn hồn hoa hắn chuẩn bị đã đạt được 10 vạn năm. Ở bước cuối cùng, ngưng tụ phân hồn chỉ tốn một khoảng thời gian gần một nén nhang thì đã thành công ngưng tụ, hóa thân gần như hoàn mỹ, có thể điều khiển tự nhiên. Sở dĩ hắn phải chờ hơn một canh giờ, một mặt là vì che giấu tai mắt đối với người khác, mặt khác là muốn cho đối phương tiêu hao thêm một chút thủ đoạn. Dù sao thì những ngày qua, khi cô động hóa thân địa trích, hắn hao phí tinh lực cũng không ít, vừa vặn nhờ đó có thể khôi phục được vài phần. May mắn là hắn không có hiện thân trước tiên, nếu không một đòn của huyết cương âm lôi, hắn cũng không kịp đề phòng để đỡ đòn, sợ là sẽ chịu thiệt thòi không nhỏ. Giờ phút này khi luyện thành hóa thân địa trích hắn còn có việc cực kỳ quan trọng muốn làm nên bốn tên tổ thần kia bất quá chỉ là chuyện nhỏ để cho bọn họ chạy trốn cũng không có vấn đề gì to lớn hàn lập nghĩ như thế phát tay đem dụng cụ bầy trận đang ở trên mặt đất thu vào sau đó bay về phía ô mông đảo mấy ngày sau một buổi sáng sớm ô mông đảo được bao phủ dưới ánh mặt trời sáng rực rỡ giống như là được rát những miếng vàng lá sáng bóng toàn bộ hòn đảo đều tản ra một loại ánh sáng ôn thuận nhu hòa ở các nơi đặt các pho tượng tổ thần trên đảo cư dân tụ tập đông túc sắc mặt mọi người đều tràn đầy nghiêm túc mặt mũi đầy vẻ thành kính hai tay đặt trước ngực như đang cầu nguyên trong miệng không ngừng tụng niệm lạc phong mặc một bộ áo nho màu xanh đang đứng trên quảng trường ở trung tâm đảo ngửa đầu nhìn qua pho tượng tổ thần vừa được sửa chữa lại y cũng không có tiến hành nghi thức cầu nguyện giống như các cư dân khác của đảo đang làm y buông thả hai tay cả người giống như đang trầm tư ngay lúc này trên hư không bỗng nhiên xuất hiện một đạo độn quang từ đằng xa bắn nhanh đến, đáp xuống bên cạnh Lạc Phong. Liễu tiền bối, Lạc Phong lập tức khom người hướng về người kia hành lễ, lớn tiếng nói. Người kia chính là Hàn Lập vừa mới tu luyện thành công hóa thân địa trích, trở về ô mông đảo. Cư dân của ô mông đảo thấy thế, cũng đều lập tức hoán lại nghi thức cầu nguyện, đồng loạt hướng về Hàn Lập, cung kính hành lễ. Đi theo ta, Hàn Lập lạnh nhạt nói một câu, thân hình lần nữa phóng lên trời, bay về phía tứ hợp tiểu viện của hắn lạc phong cũng lập tức độn quang đuổi theo thân ảnh hai người một trước một sau đi đến sân vườn trong tiểu viện trong sân vườn hàn lập đang ngồi bên cạnh cái bàn đá vẫy tay ra hiệu cho lạc phong ngồi đối diện mình sau đó hắn liền đi thẳng vào vấn đề nói ra lạc phong tộc trưởng có một chuyện mà trước đây ta luôn giấu kín không nói cho ngươi biết hiện tại thì chẳng cần phải giấu nữa ta liền nói cho ngươi biết chuyện này tổ thần lạc mông của ô mông đảo các ngươi thật ra đã chết hơn ngàn năm nay rồi Thật ra, không cần tiền bối nói thì ta cũng đã đại khái đoán được chuyện này. Mấy vị trưởng lão khác đều có suy nghĩ này, mọi người không muốn cho cư dân trên đảo hoang mang, chỉ là ngầm hiểu vấn đề này trong nội bộ mà thôi. Nhưng mà, mong rằng những ngày sau, Liếu Tiền Bối có thể tiếp tục phù hộ cho ô mông đảo của ta một chút, tại hạ vô cùng cảm kích. Lạc Phong nghe vậy, sắc mặt hơi tái, liền cười khổ một tiếng rồi nói: "Cái này ngươi có thể yên tâm, chuyện mà ta đã đáp ứng với ngươi, tuyệt đối sẽ không nuốt lời." bây giờ ta đã thành công luyện chế ra hóa thân địa trích cũng tìm được công pháp tu luyện địa tiên cao cấp tiếp theo ta cần ngươi ở trên đảo giúp ta xây dựng tượng thần hóa thân bắt đầu thu thập tín niệm lực hàn lập sắc mặt lạnh nhạt chậm rãi nói ra tiền bối cứ việc yên tâm tại hạ sẽ mau chóng thu xếp cho thỏa đáng lạc phong sau khi nghe được hơi có chút kinh ngạc ôm quyền đáp lại chỗ này có một chút pháp bảo điển tịch ngươi hãy nhận lấy để mà bồi dưỡng đám hậu bối có tư chất hơn người trên đảo đây mới chính là việc giúp cho ô mông đảo ngày sau có thể hưng thịnh được. Hàn lập nói xong, vung tay áo, một cái vòng chữ vật liền bay ra, xuất hiện trước người Lạc Phong. Lạc Phong cẩn thận đón lấy, sau đó liền xem xét một chút. Sắc mặt y lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ, bên trong vòng tay chữ vật này có vô số đồ vật với giá trị cao, vượt quá sự tưởng tượng của y. Có thể nói, bên trong cái vòng tay chữ vật này cất dấu điển tịch pháp bảo cùng với linh tài đan dược, đã vượt xa sự tích góp vài vạn năm qua của ô mông đảo bọn họ. Lạc Phong không biết rằng đây chỉ là một phần nhỏ trong chiến lợi phẩm mà Hàn Lập thu hoạch được trong chuyến hành trình đến Hồng Nguyệt Đảo trước đây. Dù sao, đối với một tên chân tiên cảnh, dù chỉ là tán tiên, thì vật phẩm tích chữ cũng tuyệt đối không phải số lượng nhỏ. Đại ân của Liễu Tiền Bối, ô mông đảo vĩnh viễn không quên. Lạc Phong hai tay dâng vòng chữ vật lên, khẽ run rẩy, cuối cùng liền quỳ mọp xuống đất, thốt ra những lời từ tận đáy lòng. Không cần làm như vậy, ta chuẩn bị bế quan, nếu không có chuyện gì quan trọng, Đừng đến tìm ta." Hàn Lập khoát tay áo, nói ra. "Vâng." Lạc Phong trịnh trọng lên tiếng, y nhận mệnh lệnh, rời khỏi tiểu viện. Nửa tháng sau, toàn bộ tượng thần trên Ô Mông đảo đều đã bị dỡ bỏ sạch sẽ. Thay vào đó là từng pho tượng mới tinh, được đặt dày đặc khắp nơi trên hòn đảo. Những pho tượng mới đắp có dung mạo tương tự ba phần so với pho tượng tổ thần ban đầu, điều đó chứng tỏ là đã không phải cùng một người. Mỗi ngày, từ sáng sớm đến trạng vạng tối, phía dưới những pho tượng của Hàn Lập vô số cư dân trên đảo đều tụ tập lại, từng trận âm thanh cầu nguyện vang lên giống như trước đây. Buổi tối một ngày nọ, trên không trung ô mông đảo đột nhiên truyền đến một tiếng oanh vang thật lớn. Ngân quang óng ánh khắp nơi rơi xuống từ trên bầu trời đêm, như là ngân hà rũ xuống, dung nhập vào bên trong tòa tứ hợp tiểu viện trên đảo. Bốn phía xung quanh tiểu viện dựng lên bảy, tám cây đại phiên màu bạc, hào quang tỏa sáng, toàn bộ tiểu viện được bao phủ bên trong một tầng sương mù màu bạc dày đặc không thấy gì. Giờ phút này, Hàn Lập đang mặc một bộ áo xanh đang ngồi khoanh chân ngay chính giữa khoảng sân trống trải. Hóa thân địa chích của hắn ngồi đối diện với bộ mặt nghiêm nghị. Bắt đầu đi, Hàn Lập ánh mắt có chút chấp động, mở miệng nói. Nói rồi, hắn nhắm hai mắt lại, thần thức liền chìm vào trong đan điền. Bên trong đan điền, Nguyên Anh màu vàng vẫn như cũ, hai mắt nhắm nghiền, chỉ có thần sắc trên mặt không thể nhìn ra là có thống khổ hay không. Bên ngoài Nguyên Anh bị một tầng tinh quang sáng loáng bao phủ, chính là do Hàn Lập sử dụng lực lượng thần thức để che đậy những xiềng xích màu đen. Theo tâm niệm hắn khẽ động, tinh quang bên ngoài Nguyên Anh lập tức sáng rõ, giống như dòng nước, nhao nhào chảy về trong đầu hắn. Ngay sau đó, hắc quang bỗng lóe lên bên ngoài Nguyên Anh của hắn, chín cái xiềng xích đen như mực xuất hiện, xung quanh cũng bắt đầu có những mảng lớn xương mù màu đen. Trong tiểu viện, tinh quang sáng chói, trên ngực bụng Hàn Lập cũng lập tức sáng lên bảy lam mang tinh điểm lóa mắt. Hóa thân địa trích của hắn đang ngồi đối diện, thấy thế lập tức giơ tay đánh ra một đạo pháp quyết, hướng về đan điền của hắn hạ một chỉ. Theo hai ngón tay hạ xuống, Hàn Lập cảm thấy vùng đan điền lập tức nóng lên, một dòng nước ấm pháp lực màu bạc ôn hòa cuồn cuộn lao đến như trường giang đại hải, không ngừng chui vào bên trong cơ thể hắn. Ngay lúc đó, tinh thần lực bên trong cơ thể hắn cũng bắt đầu nhanh chóng vận chuyển, hóa thành từng sợi tơ mỏng màu bạc, chuyển động xuôi theo tứ chi bách mạch của hắn. Pháp quyết trên tay Hàn Lập kết động, hai luồng lực lượng không gặp chút trở ngại nào liền dung hợp vào trong đan điền, hóa thành từng sợi tia sáng màu bạc tinh tế, lao nhanh như chấp đến Nguyên Anh. Tình huống lần này có chút khác biệt so với lần trước. Số lượng tia sáng màu bạc không những nhiều hơn gấp trăm lần mà khí tức trên đó còn mạnh hơn gấp trăm lần so với trước. Trong khí tức, Hàn Lập cảm nhận được lực lượng pháp tắc xuất hiện ở từng tia từng sợi mà trước đây không có. Một tiếng vang ầm ầm thật lớn, bên trong đan điền Hàn Lập vang lên tiếng nổ như sấm sét tia sáng màu bạc bay nhào tới giống như là đội kỵ binh phá trận trên chiến trường lấy khí thế như vạn tấn đụng vào mảng xương mù màu đen nồng đậm ở bên trong ngay sau đó trong đan điền hàn lập vang lên âm thanh lốp bốp đại tác mảng xương mù màu đen trực tiếp bị xé nứt ra rất nhanh liền tiêu tán biến mất lộ ra bên trong là những xiềng xích màu đen tia sáng màu bạc không có ý định bỏ qua tiếp tục nhào tới lần này hàn lập không có nóng vội hắn không đem tia sáng phân chia đến phía trên tất cả xiềng xích hắn chọn một cái trong số đó mang tất cả tia sáng màu bạc quấn quanh sợi xích cct một âm thanh giống như là khối sắt bị nung nóng ném vào trong thùng nước xiềng xích màu đen lập tức xuất hiện từng luồng khói đen kịch liệt rung động hắc quang nhanh chóng bị tiêu tán ngay lúc đó vô số phù văn nhỏ bé màu đen nổi lên trên xiềng xích muốn bổ sung hắc quang bao phủ bên ngoài đang bị tiêu hao nhanh chóng trong tia sáng màu bạc tản ra một tầng hào quang khí thức pháp tắc màu xưa nước biển dung hợp với phù văn màu đen làm cho việc chữa trị xiềng xích của phù văn trở nên yếu ớt, hiệu quả giảm cực kỳ rõ rệt so với lần trước. Hàn lập thấy thế, tâm niệm thúc giục, luyện thần thuật lập tức lại vận chuyển. Luyện thần thuật bên trong thức hải sớm đã chuẩn bị lực lượng thần thức bằng bạc, lập tức hóa thành vô số thần niệm tinh ti, trong nháy mắt đã đi đến bên trong đan điền của Hàn lập. Dưới sự thúc giục của tâm niệm Hàn lập, từng sợi thần niệm tinh ti óng ánh, đan sen quấn quyết lại với nhau, hóa thành một cây diều khổng lồ bằng thần niệm sáng long lanh óng ánh. Cự phủ bay vọt lên, hướng về phía xiềng xích màu đen có hắc quang ảm đạm bổ xuống. Nếu tinh ti màu bạc lúc trước là đội kỵ binh trọng giáp phá trận, thì lúc này cây phủ khổng lồ bằng thần niệm chính là đội bộ binh trọng giáp phá trận. Bộ binh sau khi được kỵ binh xông vào phá trận mở ra vị trí hiểm yếu, liền cho kẻ thù một đòn chí mạng. Chỉ nghe một tiếng tranh rưỡi minh vang lên, xiềng xích màu đen chấn động kịch liệt, cây diều khổng lồ bay ngược về. Âm thanh một luồng lực xuyên thấu cực mạnh giao tranh với kim thạch vang lên từ đan điền hàn lập, hướng thẳng đến thức hải của hắn, khiến cho thần thức của hắn nhói lên. Nhưng mà giờ phút này, hắn chẳng thèm quan tâm, toàn bộ sự chú ý đều hướng về xiềng xích màu đen đang nằm trong đan điền. Chỗ xiên xích bị cây diều khổng lồ bổ chúng, lộ ra một vết nứt ngắn cực kỳ rõ ràng. Hàn Lập thấy vậy, tràn đầy sự tin tưởng, hắn không thèm quan tâm đến việc thần thức đau nhức, tiếp tục lấy cây diều khổng lồ bổ xuống xiềng xích màu đen. Chanh, chanh, một lần, hai lần, ba lần. Khi Hàn Lập bổ nhát thứ bảy xuống, một tiếng vang trầm bành chuyển đến xiềng xích màu đen trực tiếp đứt đoạn hóa thành một mảng tinh quang màu đen một màn quỷ dị xuất hiện những tinh quang này không tiêu tán đi mà hướng về tám sợi xiềng xích còn lại lóe lên rồi dung nhập vào bên trong tinh quang màu đen vừa mới biến mất quang mang của tám cái xiềng xích còn lai lập tức sáng lên phù văn màu đen bên ngoài lập tức tăng lên hắc quang cũng trở nên đậm hơn hàn lập nao nao chợt nở nụ cười khổ nếu là mỗi lần một sợi xiềng xích đứt gãy đều sẽ dung nhập vào những xiềng xích còn lại. Như vậy thì xiềng xích càng về sau càng kiên cố, càng khó chém đứt. Chương 129, phá xích hạ. Bên trong một đại điện trên một mảnh sa mạc cách xa Hắc Phong Hải vực không biết bao nhiêu vạn dặm, ngay lúc Hàn Lập khó khăn lắm mới có thể phá vỡ được một cái xiềng xích đang quấn lấy nguyên anh của hắn, thân sắc của nam tử tiểu tụy đang ngồi trên cái ghế đen đặt ngay ngắn bên trong điện đột nhiên khẽ nhúc nhích, hai con mắt chậm rãi mở ra, lộ ra một đôi mắt đục ngầu giống như là bị một tầng nhãn chướng che lại xiềng xích màu xanh đen đang phủ kín khắp nơi trong đại điện, lập tức bay lên lơ lửng cách mặt đất, nhao nhao phát ra âm thanh len keng. Sắc mặt nam tử có chút trầm ngâm, sau đó liền cười lạnh một tiếng. Gã không làm bất kỳ động tác gì khác, chậm rãi nhắm mắt lại một lần nữa. Trong đại điện, từng sợi xiềng xích rơi nhẹ nhàng xuống đất, đại điện lại một lần nữa trở nên tĩnh lặng. Bên trong tứ hợp viện ở ô mông đảo, hai mắt hàn lập nhắm nghiền, dùng toàn bộ tâm niệm thúc giục tia sáng màu bạc bay về phía sợi xích màu đen quấn quanh chúng lại lúc này lông mày của hắn bỗng nhiên nhíu lại trong thức hải bỗng nhộn nhạo lên một hồi gợn sóng không lớn không nhỏ hắn có thể cảm nhận được việc bản thân vừa chém nứt được sợi xiềng xích thứ nhất đã bị một tồn tại khủng bố nào đó cảm ứng được chuyện này khiến cho nội tâm hắn không khỏi trở nên khẩn trương sợ rằng tự nhiên lại xuất hiện một sợi xích màu đen khác bên trong đan điền giống như lần trước may mắn là một lúc lâu sau khi trên nguyên anh không xuất hiện bất kỳ gì tượng gì hắn mới thấy an tâm một chút bắt đầu đem toàn bộ sự chú ý đặt lên sợi xiềng xích thứ hai pháp lực của hắn cùng với tinh thần lực ngưng tụ lại thành tia sáng màu bạc nhanh chóng bao bọc sợi xích thứ hai bao bọc lại bên ngoài xiềng xích cũng giống như trước âm thanh thi thi vang lên cùng với từng luồng khói đen bay lên hắc quang cũng bắt đầu ảm đạm đi nhưng mà tốc độ tan biến của hắc quang lúc này rõ ràng là chậm hơn một chút so với trước Điều đó cũng đồng nghĩa là Hàn Lập phải sử dụng thêm nhiều tia sáng màu bạc hơn. Lần này, tốn nhiều thời gian hơn. Buổi tối, mấy ngày sau, một tiếng oanh vang lên, cột sáng màu bạc bên trong tứ hợp tiểu viện bỗng nổ tung, hóa thành từng điểm sáng màu bạc tiêu tán. Hai mắt Hàn Lập chậm rãi mở ra, nhìn hóa thân địa trích đang ngồi ở đối diện, trong mắt lộ rõ vẻ uể oải. Trải qua mấy ngày công kích liên tục, phù văn màu đen bên trên sợi xiềng xích thứ hai đã bị tiêu hao khá nhiều liền bị hắn dùng cây diều khổng lồ bằng thần niệm bổ xuống mấy chục nhát, đã đứt gãy. Nhưng mà, trải qua lần này, pháp lực ít ỏi bên trong cơ thể Hàn Lập cùng với pháp lực được hóa thân địa trích chuyển hóa từ tín niệm lực đều đã tiêu hao gần hết, đành phải ngưng lại tạm thời. Xem ra là phải đánh một trận lâu dài rồi. Hàn Lập thở dài, sau đó lật tay lấy ra một viên đan dược cho vào trong miệng, nhắm mắt điều tức. Bên cạnh hắn, hóa thân địa trích đang ngồi khoanh chân tĩnh tọa, vẻ mặt bình tĩnh toàn thân hóa thân lóe lên hào quang màu xanh, chậm rãi hấp thu tín niệm lực được các pho tượng khắp nơi trên ô mông đảo truyền đến. Cùng lúc đó, vân phù giới, trên bầu trời xanh vạn dặm, khắp nơi đều lơ lửng từng đám mây cực lớn với đủ hình dáng khác nhau, chuyển động lúc nhanh lúc chậm. Mặt trời trên cao không ngừng di chuyển, ánh mặt trời chiếu xuống thay đổi góc độ liên tục làm cho những đám mây trắng bị chiếu chúng có sự thay đổi, hóa thành những đám mây màu xanh, lam, vàng, đỏ khác nhau. Bên dưới một đám mây năm màu khổng lồ giống như loan phượng, một sơn mạch xanh tươi kéo đại hơn ngàn dặm, núi có hình dáng giống như dao long đang ẩn núp, khí thế không phải bình thường có thể sánh được. Ở chính giữa sơn mạch, một ngọn núi lẻ loi cao hơn ngàn trượng ngạo nghễ xuất chúng, cao hơn hẳn những ngọn núi xung quanh. Từ dưới chân núi đến sườn núi là một thảm thực vật rậm rạp rồi rào sức sống. Còn phía trên đỉnh núi, thực vật thưa thớt, khắp nơi đều lộ ra nham thạch màu trắng. Trên đỉnh núi, một quảng trường rộng lớn màu trắng được xây dựng, phía sau quảng trường, tựa vào vách núi là một tòa đại điện màu vàng đứng sừng sững, tỏa ra khí thế hiên ngang. Giờ phút này, bên trong đại điện, tụ tập mười mấy người đang mặc quần áo tu sĩ. Đám người này giống như là quan viên đang tham gia triều kiến, sắc mặt kính cẩn đứng chia ra hai bên đại điện. Những người này, đủ mọi thành phần lứa tuổi, có lão giả trên 80 tuổi, lại có thiếu nữ trẻ tuổi, nho sĩ trung niên, đại hán tục tăng. Tất cả đều là tu sĩ đại thừa kỳ, không có ngoại lệ. Ngay ghế chủ tọa ở giữa đại điện, một gã thanh niên nam tử mặc trang phục màu đen đang ngồi. Thoạt nhìn, bộ dạng gã cỡ hai, 30 tuổi, tướng mạo khôi ngô kiệt xuất, ánh mắt lại lăng lệ ác liệt dị thường. Gã chính là Phương Bàn, người bị phái đi vân phù giới dẹp loạn thú triều. Phương Tiên Sứ, toàn bộ tu sĩ hai phái Phụng Tiên môn cùng với Trác Viêm tông hợp lực đã quét sạch toàn bộ thú triều ở đại lục Đông Lưu và đại lục Tây Xuyên, đã áp chế được thú triều. Tin rằng không bao lâu nữa, có thể hoàn toàn quét sạch được thú triều một lão giả dâu dài mặc áo bào màu xám trắng tiến lên một bước cung kính bẩm báo với thanh niên mặc áo đen đối với vị tiên sứ đại nhân đến từ tiên giới mọi người trong điện đều tràn đầy sự kính sợ một mặt là bởi vì thực lực gã này cực kỳ thâm hậu mặt khác chính là phong cách hành xử của gã quá tàn nhẫn từ khi hắn đến vân phù giới liền đã ban bố nhiều biện pháp lôi lệ phong hành dùng để đối phó thú triều gã không những yêu cầu tất cả các đại tông môn nghiêm khắc chấp hành còn tự mình chịu trách nhiệm vi hành giám sát mấy tên trưởng lão của các đại tông môn trong điện bởi vì từng làm việc không có lợi bị hắn ra tay chém giết quyết đoán nhưng mà đa số mọi người trong điện cũng không vì chuyện như vậy mà sinh ra nửa điểm oán hận đối với vị phương tiên sứ này một phần tự nhiên là bọn họ không dám phần còn lại chính là y cực kỳ nghiêm túc trong việc đối phó thú triều nếu so với những người ở vân phù giới này thì y còn nghiêm túc hơn mấy lần bọn họ từng nhiều lần tận mắt thấy phương tiên sứ tự mình nhảy vào bên trong thú triều đích thân chém giết từng con thú mẹ hung hãn đang ẩn nấp bên trong. Phương bàn nghe xong lão giả báo cáo, khẽ gật đầu. Gã đang muốn mở miệng nói gì đó thì đột nhiên có một luồng hoàng quang sáng lên, đi kèm là một hồi âm thanh ông ông rồn rập. Thần sắc gã hơi đổi, lấy ra một cái pháp bàn đưa tin hình tròn ở bên hông, thần thức khẽ động, quét qua trận bàn. Sau một lát, sắc mặt gã trở nên có chút âm tình bất định. Cuối cùng, biến thành cực kỳ âm trầm, mọi người trong biện thấy thế, liền lập tức khẩn trương trong lòng, không dám biểu lộ ra một chút khí thế to lớn gì cả. Sau khi thu hồi lại pháp bàn, phương bàn nhìn về mọi người đang ở trong đại điện, trầm giọng quát. Tất cả các người lập tức khởi hành, ra lệnh cho tông môn của mình huy động toàn bộ lực lượng. Ta muốn dùng thời gian ngắn nhất đem dư nghiệt của thú triều trên hai đại lục này quét thật sạch sẽ. Ai vi phạm, giết, mọi người nghe vậy, lập tức khiếp sợ không ngừng, không dám có chút dị nghị nào. Tất cả đều đồng loạt nhận mệnh lệnh, rút lui khỏi đại điện. Trong chốt lát, cả tòa đại điện trở nên vắng vẻ, chỉ còn một mình phương bàn ngồi lại. Gã phất tay lấy ra một bình sứ bạch ngọc có đường vân hơi mờ, cầm lên đưa đến trước mắt. Gã nhìn một giọt máu màu vàng chậm rãi chảy dọc xuống theo thân bình, miệng thì thào lẩm bẩm. Cho dù ngươi có thể cởi bỏ được cách nguyên pháp liên thì như thế nào? Ngươi đã trở lại tiên giới thì ta có thể dùng giọt tinh huyết cuối cùng này để xác định chính xác vị trí của ngươi. Chỉ cần sự tình ở nơi này hoàn thành, khi ta trở về sẽ tự tay mình tiêu diệt ngươi mang xương cốt ngươi nghiền thành cho bụi, Lần này ta tuyệt đối không để cho ngươi trốn thoát. Nói xong, hai đầu lông mày của gã nhíu lại nhìn rất dữ tợn, hai mắt gã lại toát ra một tia cực kỳ âm tàn. Thời gian nhanh chóng trôi, chẳng mấy chốc lại một năm nữa đã trôi qua. Trong một năm này, mỗi buổi tối trên Ô Mông đảo đều có cột sáng màu bạc rũ xuống từ bầu trời đêm, trong lòng đất còn có từng trận dị động vang lên. Tất cả cư dân trên đảo đều biết nguyên nhân là do vị tổ thần che chở Ô Mông đảo đang bế quan tu luyện. Lúc đầu bọn họ không có chút thích ứng với hoàn cảnh này nhưng lâu dần giết cũng thành quen bây giờ nếu một ngày mà không có dị động bọn họ ngược lại là ăn không ngon ngủ không yên nhưng mà đêm nay dị tượng trên đảo có hơi quá lớn mơ hồ khiến cho hòn đảo rung động không ngừng hải vực phụ cận hòn đảo cũng vì thế mà bị ảnh hưởng từng cơn sóng gió động trời dâng lên rất nhiều cư dân trên đảo không thể nào ngủ ngon được liền kéo nhau đi đến các nơi đặt pho tượng tổ thần thành tâm cầu nguyện ở tứ hợp tiểu viện tại trung tâm hòn đảo Hàn Lập mặc bộ thanh y, đang ngồi khoanh chân bên trong một mảng tinh quang trắng muốt. Hai mắt hắn nhắm nghiền, thần sắc gương mặt tràn đầy ngưng trọng. Ngồi đối diện với hắn chính là hóa thân địa trích, hào quang màu xanh nước biển đang lóe lên quanh thân, không ngừng thu thập tín niệm lực đang dung nhập vào trong cơ thể để chuyển hóa thành pháp lực. Giờ phút này, trong đan điền của Hàn Lập, khắp nơi đều tràn đầy tinh thần lực trắng muốt, một hình người nhỏ xíu màu vàng đang lơ lửng ở giữa bạch quang. Tám sợi xiềng xích đen kịt đang quấn lấy Nguyên Anh của hắn giờ phút này không thấy bóng dáng ở đâu cả. Mà chỉ có một sợi xiềng xích kéo dài theo bụng của hắn, giống như một sợi xiềng xích thật sự màu xanh đen. Sợi xiềng xích này chính là tám sợi xiềng xích còn lại, sau khi bị Hàn Lập phá hủy, liền ngưng tụ vào sợi xiềng xích cuối cùng còn lại. Hàn Lập mượn nhờ đại trận, sử dụng tinh thần lực cùng với pháp lực, đem tinh quang bao phủ khiến sợi xích bốc lên khói đen suốt hơn 3 tháng dòng rã, mới có thể lau sạch hắc quang, để lộ ra bản thể của sợi xích. Hô, tâm niệm Hàn Lập vừa động, một cây rìu khổng lồ óng ánh do thần niệm ngưng tụ lập tức xuất hiện trong đan điền. Cây rìu bỗng nhiên nâng lên, sau đó hướng về xiềng xích bổ xuống liên tục. Oanh một tiếng, phảng phất một đạo sấm sét nổ vang bên trong đan điền của Hàn Lập. Chỉ thấy cây rìu khổng lồ xa xa bay ngược về, hóa thành tinh quang tí tí tán loạn. Phía trên sợi xiềng xích vẫn trơn bóng như trước, không có bất cứ vết nứt nào. Sắc mặt Hàn Lập không đổi, hắn đã sớm dự liệu sẽ có tình huống này xuất hiện hắn khẽ quát một tiếng pháp lực bên trong cơ thể lập tức ngưng tụ lại lao đến đan điền dung nhập với tinh thần lực hai luồng lực ngưng tụ lại hóa thành một bàn tay ngân quang dơ ra chộp vào xiềng xích cùng lúc đóm dưới sự vận chuyển của luyện thần thuật trong thức hải của hắn cũng nhắc lên cuồng phong sóng lớn thần thức lực bàng bạc tuôn ra hướng về đan điền hóa thành một bàn tay khổng lồ óng ánh cũng chộp vào xiềng xích hai bàn tay khổng lồ nắm chặt xiềng xích ra sức kéo một phát Tiếng keng 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 của sợi xiềng xích màu đen vừa vang lên, lập tức bị kéo căng cứng, một hồi đau đớn kịch liệt theo đó cũng truyền ra từ nguyên anh của hắn. Hàn Lập cắn chặt răng, thúc dục thần thức lực chảy liên tục không ngừng vào đan điền, đồng thời, hai bàn tay khổng lồ không ngưng lại, liều mạng kéo mạnh. Nhưng mà, xiềng xích màu đen đang căng cứng, âm thanh bong bong không ngừng, nhưng lại không có chút dấu hiệu buông lỏng. Chương 130, như đã từng quen, nhưng mà, xiềng xích màu xanh đen đột nhiên sáng lên một luồng ánh sáng xanh mờ ảo, từng miếng phù văn màu xanh đen thật nhỏ lơ lửng hiện ra, làm ra chấn động pháp tắc quỷ dị. Hàn lấp chỉ cảm thấy hai bàn tay khổng lồ óng ánh do thần thức biến thành đang nắm chặt sợi xiềng xích đột nhiên bị một luồng lực lượng cường đại hấp thụ. Pháp lực cùng với thần niệm lực nhanh chóng bị hao hụt, giống như là bị kéo vào phong ấn bên trong sợi xiềng xích. Trong lòng của hắn âm thầm kinh sợ, mở to hai mắt, tâm niệm vừa động, hóa thân địa trích biến đổi pháp quyết trên tay, hai tay cùng lúc chỉ vào đan điền của hắn. Ngay sau đó, một luồng lực lượng thủy pháp tác lập tức nhảy vào trong đan điền của hắn, hóa thành một màn sáng màu lam, bao phủ lấy xiềng xích màu xanh đen. Phù văn màu xanh đen phía trên xiềng xích lập tức bị ánh sáng màu lam ngăn trở, từng đợt chấn động quỷ dị cũng theo đó mà yếu đi. Đúng lúc này, hào quang trong mắt Hàn Lập bỗng nhiên lóe lên. Trong thân thể hắn đột nhiên truyền ra từng đợt âm thanh gào thét thanh minh. Từng mảng kim quang bay ra thật nhanh từ bên trong cơ thể hắn, lóe lên một cái liền biến ảo thành hư ảnh của cự viên thải phượng, lôi bằng, khổng tước lớn cỡ lòng bàn tay. Hư ảnh ở bốn phía xoay tròn một chút rồi lập tức xông vào bên trong đan điền của hắn, trở nên mơ hồ. Mấy luồng hư ảnh xông vào lập tức kéo dài quang ảnh, hóa thành một bàn tay lớn hào quang lập lòe, chộp lấy xiềng xích xanh đen. Đi ra cho ta, nguyên anh của Hàn Lập truyền ra từng trận đau nhức kịch liệt, hắn cắn răng chịu đựng, quát một tiếng thật lớn. Hào quang của bàn tay khổng lồ trong đan điền lập tức phát ra mãnh liệt hơn, đồng thời sử dụng sức, nắm lấy xiềng xích kéo ra ngoài. Len keng len keng, một đợt âm thanh giống như các bánh răng đang chuyển động không ngừng vang lên. Dưới lực lượng lôi kéo không thể chống đỡ được, phù văn màu đen bên ngoài sợi xích đã bắt đầu nổ tung liên tiếp, từng tấc xiềng xích màu xanh đen từ từ bị kéo ra khỏi nguyên anh của Hàn Lập. Xiềng xích vừa rời khỏi nguyên anh trong cơ thể hắn, lập tức giấy rụa kịch liệt giống như vật sống, không muốn rời khỏi mà tìm cách để chui vào bên trong một lần nữa. Hàn Lập hừ lạnh một tiếng, mấy bàn tay đang cầm chặt xiềng xích lóe lên hào quang, lại một lần nữa biến thành hư ảnh của cự viên, thải phược, lôi bằng. Từng cái hư ảnh hoặc là dùng tay để kéo, hoặc là dùng miệng ngậm lại, giữ chặt xiềng xích màu đen kéo xuyên qua bụng của hắn ra ngoài. Xiềng xích bị kéo ra khỏi cơ thể Hàn Lập, thoạt nhìn chỉ to bằng cánh tay trẻ con, dài khoảng hơn một trường. Phù văn màu xanh đen bên ngoài đã không còn bao nhiêu, nhưng mà vẫn có từng đợt chấn động giống như là từng đợt pháp tác chấn động không ngừng tuôn ra. Hắn thấy thế, lập tức phất tay lấy ra một cái hộp ngọc trắng tinh đã sớm chuẩn bị cho ngày hôm nay nhấc xiềng xích lên để vào trong hộp chỉ nghe một tiếng đùng giòn vang nắp hộp bị chế trụ gắt gao liền sau đó hàn lập lại lấy ra một phù lục màu bạc dán lên hộp ngọc một tia sáng trắng dịu dàng lóe lên bao phủ toàn bộ hộp ngọc lại đồng thời cũng mang khí thức của sợi xiềng xích bên trong hộp phong bế triệt để cắt đứt tất cả liên hệ giữa hắn với ngoại giới làm xong hết mọi chuyện hàn lập mới thở dài một tiếng với tay về mấy cái hư ảnh chân linh đang quay quanh hắn. Những hư ảnh chân linh lập tức biến thành quang mang, chui vào bên trong cơ thể hắn, biến mất không thấy dấu vết. Lúc này, Hàn Lập cảm thấy có một dòng nước ấm đang dâng lên trong đan điền, dung nhập lại với nhau rất ôn hòa, nhưng không hiểu sao lại mang đến cho hắn một cảm giác rất quen thuộc. Đây là, hắn có chút kinh ngạc, liền sử dụng thần thức quan sát đan điền. Hắn phát hiện người tí hon màu vàng luôn trong tình trạng ngủ say đã tỉnh lại, đang mở to hai mắt nhìn xung quanh. Trên thân người tí hon, kim quang hơi ảm đảm, có vẻ như là do biến cố lúc trước mà đã chịu nhiều hao tổn. Giờ phút này, dưới thân thể của người tí hon, từng vòng bọt nước giống như gợn sóng màu xanh đang sáng lên, thoạt nhìn liền giống như mắt, đang ồ ồ tỏa ra bọt nước như suối. Hàn Lập biết rõ, đây chính là pháp lực của hắn bị phong ấn lâu nay. Tuy rằng nhìn chậm rãi, nhưng cũng đã trải thành một vũng nhỏ. Chắc chắn không bao lâu, có thể sẽ tràn đầy toàn bộ đan điền. Siêng xích phong cấm Nguyên Anh đã được tháo ra, nội tâm Hàn Lập đã được giải thoát khỏi tảng đá đã đè nặng bấy lâu nay. Hắn chậm rãi mở hai mắt, ngửa đầu lên nhìn trời. Trên mặt tràn đầy sự vui vẻ, nội tâm cực kỳ sảng khoái. Mấy ngày đã trôi qua, đại phiên màu bạc xung quanh tứ hợp tiểu viện sớm đã thu hồi lại, thân ảnh Hàn Lập từ đầu đến cuối không có đi ra ngoài sân vườn. Giữa trưa một ngày nọ, bỗng nhiên có một đạo độn quang cấp tốc phóng lên từ ô mông đảo, trong chớp mắt đã bay đến chân trời phía xa. Trên đảo, mặc dù có không ít người có thể cảm nhận được, nhưng không ai thấy rõ người độn quang là ai. Đạo độn quang kia bay đến một hải vực không một bóng người, cách rất xa ô mông đảo. Độn quang bỗng nhiên chậm lại, hiện ra một bóng người bên trong. Người này đang mặc bộ trường sa xa màu xanh, vóc người cao lớn, dung mạo bình thường. Chính là Hàn Lập, quần áo hắn đón gió, bay phấp phới. Toàn thân toát ra một luồng khí tức cường thịnh khiến cho người khác kinh sợ, tu vi hắn đã đột phá đến chân tiên cảnh sơ kỳ. Ngày hôm đó, ngay thời điểm hắn phát hiện trong đan điền có dòng nước ấm chảy trở về. Vốn tưởng là pháp lực đang dần dần khôi phục, có thể đến hôm nay là đã khôi phục bình thường. Nhưng hắn đột nhiên phát hiện, ẩn chứa bên trong cơ thể không phải là pháp lực, mà chính là tiên linh lực thuần khiết. Quá đối vui mừng, hắn mang chút tâm tư, liền trốn khỏi ô mông đảo, xuất hiện tại nơi này. Trong miệng hắn vang lên một tiếng hú thật sảng khoái, trên gương mặt hắn lóe lên ánh bạc. Điện mang óng ánh khắp nơi lập tức bắn ra từ bên trong cơ thể, bao phủ phạm vi trăm trượng xung quang lại. Xì xì xì, hồ quang điện màu bạc tràn ngập hư không, tán loạn điên cuồng khắp nơi, có cái bay lên cao trăm trượng rồi bắn xuống nước biển. Nước biển lập tức như sôi trào, dâng lên từng cơn sóng cao vài chục trượng, sóng gió động trời. Hàn lập thấy thế, tay bỗng tìm kiếm, hắn tháo cái bình nhỏ màu xanh đeo trước ngực xuống, ném lên cao. Chỉ thấy lục quang trên bình nhỏ bùng nổ, đón gió biển quay tít một vòng bỗng nhiên lóe lên rồi biến mất giữa không trung không thấy gì nữa. Một lát sau, cuồng phong đột nhiên gào thét điên cuồng trên mặt biển, từng mảng ngũ sắc linh vân hiện ra giữa không trung. Ầm ầm, đột nhiên có sấm sét giữa không trung, một cái miệng bình khổng lồ giống như che khuất cả bầu trời, giống như đang cùng với giao long giò sét, lơ lửng hiện ra giữa không trung cùng với linh vân. Hơi trao đảo một chút, liền có vô số phù văn màu xanh sẫm phun ra từ bên trong miệng bình. Những phù văn này đang bay ra, trong nháy mắt liền lập tức hóa thành một màn sương mù màu xanh bao quanh, lập tức vỡ ra. Trong chớp mắt, cả phiến hải vực đã bị một cỗ phái nhiên vô cùng chấn động pháp tắc chụp xuống. Tiếp theo, một tiếng ầm 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 thật lớn vang lên. Toàn bộ hư không xung quanh đều hơi chấn động một chút, không khí trong phạm vi mấy trăm trượng lập tức trở nên căng thẳng, vô số hồ quang điện màu bạc nhanh chóng co rút lại, hướng về phía ngũ sắc linh vân mà hội tụ. Ngay sau đó, trên mặt biển cũng bắt đầu nổi lên từng cơn sóng gió kịch liệt động trời. Từng cột trụ trống trời khổng lồ thô giáp bằng nước biển, giống như là dao long bay lên không, vạn vẹo thân thể bay về phía bầu trời. Nhưng mà, bất kể là lôi điện hay nước biển, không quan tâm số lượng to lớn như thế nào, nhưng một khi đến gần xung quanh miệng bình trong phạm vi hơn nghìn trượng, liền bị chấn động hóa thành bột phấn, bị một luồng lực lượng vô hình hấp thụ gần như không còn. Trong chốc lát, lôi điện màu bạc đầy trời cũng đã bị hút vào hoàn toàn, chỉ còn lại mấy trăm cái vòng rồng khổng lồ bằng nước đang không ngừng dũng mãnh lao thẳng tới bầu trời hàn lập thấy vậy trên mặt hiện lên một chút suy tư hắn khẽ vẫy tay ngũ sắc linh vân trên bầu trời lập tức trở nên mơ hồ rồi dần dần biến mất không còn nhìn thấy gì nữa trên hư không chỉ còn một cái bình nhỏ màu lục từ từ rơi xuống đồng thời những cái vòi rồng khổng lồ bằng nước biển đang lao thẳng đến bầu trời liền mất đi lực lượng dẫn dắt lập tức tản ra kéo nhau rơi xuống lập tức làm cho xuất hiện từng đợt sóng lớn cao trăm trượng rất lâu sau mới bình lặng lại sau khi thu hồi bình nhỏ ngón cái của Hàn Lập nhẹ nhàng trà sát lên hoa văn hình lá trên thân bình. Hắn cảm giác như là đang nhớ lại chuyện gì đó, trong lúc nhất thời liền rơi vào trầm tư. Nửa ngày sau, sắc mắt hắn đột nhiên trở nên quái dị, tự lẩm bẩm Nếu là đã có tiên linh lực, hay là thử xem một chút. Biết đâu lại có thể khôi phục lại một chút trí nhớ đã bị mất. Dứt lời, trong đan điền của hắn lập tức dâng lên một luồng nhiệt lưu, luồng tiên linh lực chảy xuôi theo kinh mạch lưu chuyển trong cơ thể. Tiên linh lực rất nhanh chảy đến tay hắn rót vào bên trong bình nhỏ. Lòng bàn tay hắn lập tức phát ra một luồng hào quang màu xanh sẫm, ban đầu có chút ảm đạm, nhưng càng ngày càng trở nên sáng hơn. Hào quang của bình nhỏ dần dần đại phóng, kéo theo đó là toàn bộ thân bình bắt đầu run rẩy liên tục. Một lát sau, tia sáng kia cũng đã xuyên ra, hóa thành một mặt trời màu xanh lá, khiến cho hơn phân nửa hải vực đều ánh lên sắc xanh như ngọc bích. Hào quang của bình nhỏ càng ngày càng nhiều, lực lượng rung động lắc lư cũng càng lúc càng thêm mãnh liệt phảng phất như muốn dẫy dụa thoát khỏi bàn tay Hàn Lập để trốn đi. Ngay lúc Hàn Lập có cảm giác không thể nào cầm chặt được bình nhỏ, Thúy Quang bên trong miệng bình bỗng nhiên lóe lên, phun ra ngoài một mảng lớn phù văn màu xanh lá cây. Hàn Lập thấy vậy, khẽ nhíu mày, cẩn thận quan sát những phù văn kia. Những phù văn kia là một đoạn khẩu quyết kim triện văn, trôi lơ lửng ở giữa lục quang, giống như được điêu khắc từ ngọc thạch, bên trong truyền ra từng đợt khí thức kỳ dị. Hàn Lập nhìn xem những khẩu quyết này, vẻ mặt càng lúc càng quái dị nhịn không được cười hắc hắc, lẩm bẩm nói. Quả nhiên là rất quen thuộc, xem ra, trước khi mất đi trí nhớ, ta cũng đã sớm làm như vậy. Dứt lời, hắn liền không trần trừ, ngón tay vuốt nhẹ một vòng miệng bình, những phù văn màu xanh sẫm bỗng nhiên hóa thành một luồng thanh khí, chảy về bên trong bình nhỏ. Sau đó, Hàn Lập cầm bình nhỏ ném lên cao, môi khẽ mấp máy, hắn tụng niệm khẩu quyết lúc nãy. Ngay lúc đó, hắn giơ ngón tay điểm một chỉ về miệng bình đang ở xa xa giữa không trung, tiếp tục rót tiên linh lực vào trong bình nhỏ theo khẩu quyết hắn đang ngâm tụng thiên địa nguyên khí xung quang hải vực dường như bắt đầu chuyển động bị một luồng chấn động cực kỳ quỷ dị hô ứng từ xa xa một màn sáng màu xanh quỷ dị giống như một quả cầu ánh sáng màu xanh chậm rãi hướng về bốn phương tám hướng không ngừng phình ra mang phạm vi mấy trăm dặm xung quanh bao phủ lại ngăn cản với bên ngoài vào lúc này trên thân hàn lập bỗng nhiên xuất hiện một luồng hào quang màu xanh nước biển không tự chủ được bắn ra cách hắn không xa hóa thành hình dạng con người. Chính là hóa thân địa trích của hắn. Trên đỉnh đầu hóa thân, ánh sáng màu xanh lập lờ, hiện ra từng sợi tơ màu lam vô cùng nhỏ, bên trong truyền ra từng đợt chấn động pháp tắc rõ ràng. chương 131, Linh dịch hóa tinh hạt. Hàn lập thấy những thay đổi trên người hóa thân trước mặt, không khỏi ngạc nhiên. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt của hắn lóe lên, phát hiện trên miệng bình nhỏ lơ lửng trên không chung có một giọt linh dịch xanh dờn đang chậm rãi nhỏ xuống chỉ thấy giọt linh dịch kia đang rơi xuống lại bị một luồng lực lượng kỳ lạ nâng lên, lờ lững trên bầu trời, không rơi nữa. Một màn quỷ dị xuất hiện, chỉ thấy bề mặt bình nhỏ bỗng nhiên lóe lên ánh bạc, hiện ra hai vệt màu đen, tiếp đó lại tách ra thành hai con mắt to tròn, giống hệt mắt người, chỉ là con người có màu bạc. Nó vừa mới xuất hiện, linh hoạt nhìn về phía hàn lập, rồi lập tức con người tỏa hào quang rực rỡ, bỗng nhiên phóng ra hai luồng hào quang màu bạc chiếu dọi vào giọt linh dịch. Sau một tích tắc, phía dưới hai con mắt trên bình nhỏ bỗng hiện ra một cái miệng, từ bên trong phun ra một ngọn lửa mờ ảo, bao trùm giọt linh dịch lại. Đúng lúc này, đột nhiên vang lên một ầm vang như tiếng sấm giữa trời, trong không khí xuất hiện chấn động bí ẩn mà mắt thường khó có thể phát hiện. Hàn lập quét mắt qua, con người bỗng co rụt lại. Mặt biển phía dưới vậy mà cũng bị ảnh hưởng bởi cỗ chấn động kỳ dị. Những cơn sóng lớn vốn được tạo thành bởi gió bão thì giờ phút này đều bị luồng chấn động kia làm cho vỡ vụn, rồi hiện lên lớp lớp bọt biển trắng xóa trên mặt biển. Đồng thời trong tiếng gió viu viu xung quanh, trong không khí đột nhiên hiện ra từng tia sáng óng ánh, ẩn chứa thiên địa nguyên khí như những con cá mở ảo bơi lượn tới. Lúc đầu chỉ vẻn vẹn mấy trăm tia mà mắt thường có thể thấy nhưng sau đó số lượng tăng rất nhanh, thành mấy ngàn mấy vạn tia lít nha lít nhít chen chúc đến. Chỉ sau một ít thời gian, Hàn Lập đã không thể nào xác định được số lượng những tia sáng giống đàn cá đang bơi này bởi vì thực sự quá nhiều, đến mức không thể nào đếm xuể chúng trồng chất, chen chúc, xen lẫn nhau liên miên không dứt, rồi hóa thành một mảng quang mang óng ánh nhanh chóng lao tới giọt linh dịch ở giữa không trung. Số lượng tia sáng lao tới càng ngày càng nhiều, tốc độ càng lúc càng nhanh, khiến thiên địa nguyên khí ngưng tụ thành một vòng xoáy to lớn, có đường kính chừng mấy trăm dặm, trông như một tòa tháp lớn hình xoắn ốc nối trời liền đất, lừng lững trên vùng biển trốn này. Bầu trời đang quang đãng thì đột nhiên gió nổi mây phun tụ tập thành một đám mây rộng lớn, kéo dài mấy trăm dặm che kín một vùng hải vực. Trong vòng vạn dặm, Thiên địa nguyên khí như trong nồi nước sôi trở nên vô cùng hỗn loạn, rồi như cái phếu tất cả đều điên cuồng lao tới khu vực chỗ Hàn Lập. Mà vài hòn đảo cách mấy vạn dặm xung quanh nơi này cũng bị ảnh hưởng. Các tu sĩ ở trên đảo cũng vô cùng kinh hãi, hàng trăm hàng ngàn đạo thân ảnh từ hòn đảo của mình liên tiếp bay ra, nhìn về phương hướng hải vực chỗ Hàn Lập. Cách mấy trăm dặm chỗ màn ánh sáng màu xanh có mấy gã tu sĩ chân tiên đang đứng lơ lửng trên không trung. Những gã này có vẻ cũng quen nhau, khi nhìn nhau, sắc mặt chúng vừa lo lắng vừa nghi hoặc. Bọn chúng ban đầu còn tưởng rằng nơi đây có dị bảo xuất thế, trong lòng trở nên kích động, vội vàng từ trong đảo hào hứng bay tới nhưng gần đến nơi mới phát hiện ra rằng căn bản không phải là vậy. Tần đạo Hữu trong mấy người chúng ta, từ trước đến nay là người có thần thức cường đại nhất, người cũng là đầu tiên tới đây. Vậy, người có biết rốt cuộc nơi đây đã xảy ra chuyện gì không? Một thanh niên đẹp trai, mặc y phục trắng như tuyết có ống tay áo thùng thình, nói với lão giả trên 80 tuổi bên cạnh màn sáng trước mắt này che đậy hết thần thức dò xét nên ta cũng chưa có cách nào tìm hiểu ngọn ngành. Nhưng xem ra là có người ở đây, tế luyện pháp bảo lợi hại nào đó. Lão giả trên 80 tuổi lắc đầu, nói, chư vị chẳng lẽ không cảm thấy là có người ở đây luyện chế hóa thân địa trích à? Một tên nam tử mặc áo hồng, vẻ mặt nữ tính, mắt vừa dài vừa híp, suy đoán. Ta thấy không phải đâu, mà lời tần đạo hữu có khả năng hơn. Ta cũng cảm thấy như vậy, ở đây đoán giả đoán non làm gì, đến tận nơi mà xem chẳng phải sẽ biết hay sao? Mấy người chúng ta liên thủ, chẳng lẽ còn sợ kẻ nào? Một tên đại hán da đen, không giống nhân tộc, mặt mũi xấu xí, quát khẽ. Gã ta ngoài miệng thì nói như vẻ không nhịn nổi mà lao đến xem nhưng thực tế thì thân hình không hề nhúc nhích. Lão giả trên 80 tuổi thấy thế, cười lạnh một tiếng, nói có thể bố trí cấm chế để ngăn cách thần thức như vậy thì không phải là người mà Đảo Tần Uyên ta có thể trêu chọc. Nếu các người muốn tìm hiểu hư thực thì cứ việc, còn lão phu không quan tâm. Nói xong, lão ta không nói thêm, lập tức hóa thành một vệt đỏ phóng đi. Còn lại mấy người liếc nhìn nhau, trên mặt họ đều có chút xấu hổ. Bọn họ có thể nói đều là những lão hổ ly sống không biết bao nhiêu năm rồi, lời nói gió bay nên tự nhiên không quan trọng, nào có ai dám đứng làm con chim đầu đàn. Thấy lão giả trên 80 tuổi đã rời đi, mấy người còn lại cũng đều không nói nữa, ngay cả tâm tư tìm hiểu thêm cũng không có, Vội vã nói vài câu bông đùa, rồi từng tên bỏ đi hết. Dù sao từ nơi này để phán đoán tình hình thì có đến 89 phần 10 không phải là dị bảo xuất thế. Còn nếu đúng như lão giả họ Tần kia suy đoán, lại là một vị tiền bối có thực lực siêu nhiên tế luyện pháp bảo ở đây thì khó đảm bảo rằng y không để ý việc bọn chúng lúc này đang vây xem, sau đó bọn chúng đến thì tính sổ. Chỉ cần vị tiền bối này tế luyện xong, rồi tự động rời đi, bọn chúng tự nhiên cũng không hơi đâu quan tâm đến việc này đối với những phỏng đoán cẩn thận này của bọn chúng tất nhiên hàn lập hoàn toàn không biết trên thực tế giờ phút này hắn căn bản cũng không để ý tới những điều đó bởi vì ngay lúc vừa rồi vòng xoáy nguyên khí vô cùng to lớn kia bỗng nhiên hội tụ hóa thành một cột sáng to lớn nối thẳng lên trời như xuyên lên đến chín tầng mây cuồn cuộn điên cuồng không ngừng xoay tròn đúng lúc này quanh thân hàn lập đột nhiên sáng lên ánh xanh mịt mờ Hắn còn chưa kịp biết nguyên do thì tiên linh lực trong cơ thể đã bị một lực hấp dẫn rất lớn mà mạnh mẽ tuôn ra bên ngoài như thủy triều, rồi chút vào giọt linh dịch màu xanh lá đang bị ngọn lửa màu bạc bao phủ. Hắn vô cùng sợ hãi, lập tức dựng thẳng một bàn tay lên, nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Thanh quang quanh thân lập tức run run, tiên linh lực trong cơ thể mới tuôn ra chậm lại mấy lần. Mà vừa rồi hóa thân địa trích tự động hiện thân, hiện giờ trên thân nó cũng tỏa ra một tầng thanh quang. Pháp lực trong cơ thể do tín niệm lực chuyển hóa thành chỉ sau mấy hơi thở gần như cạn sạch. Hàn Lập vẫy tay một cái, thu hóa thân vào nhưng sắc mặt trầm xuống. Hắn mặc dù kiệt lực khống chế, làm cho tiên linh lực còn lại trong cơ thể dù không ngừng chảy ra nhưng với tốc độ chảy so với trước giảm đi rất nhiều. Hắn suy nghĩ một chút, rồi lật tay một cái, lấy ra mấy viên đan dược nuốt vào trong miệng. Khi linh lực ẩn chứa trong đan dược dần chuyển hóa thành tiên linh lực trong cơ thể mới khiến Hàn Lập cảm thấy hơi hóa giải được một chút cảnh khốn cùng trong đan điền hắn ngẩng đầu nhìn về phía giọt linh dịch màu xanh sẫm trên bầu trời ánh mắt lại càng trở nên phức tạp dòng giã sau năm ngày dị trạng trên vùng biển này cũng không có thay đổi gì hàn lập ở vị trí trung tâm nhất đang cuống cuồng đau khổ trong lòng nếu có người quen biết ở đây khi nhìn thấy bộ dáng của hắn bây giờ chỉ sợ là bị dọa cho hết hồn lúc này hốc mắt của hắn quầng sâu da vàng như nến môi vừa trắng bệch như da chết vừa khô đến nứt nẻ tinh khí tiêu hao kịch liệt chỉ còn lại đôi mắt vẫn lóe lên vẻ minh mẫn sở dĩ như thế là vì liên tục mấy ngày tiên linh lực trong cơ thể hắn không ngừng tiết ra giờ đã hết sạch không ít đan dược cấp cao mà trước đây hắn tích lũy cũng đã tiêu hao không ít nhưng lúc này hắn lại phát hiện bản thân phục dụng đan dược chỉ tạo ra hiệu quả cực kỳ nhỏ khiến hắn gần như sắp chống đỡ không nổi nhưng mà chẳng biết tại sao trong lòng của hắn có một âm thanh không hiểu nổi một mực nói với bản thân là chỉ cần kiên trì nhất định sẽ có chỗ tốt cực lớn hàn lập hít một hơi thật sâu lật tay lấy ra mấy viên đan dược âm thầm cắn răng, hai tay trước người đánh ra một pháp quyết kỳ dị, môi khô giáo có chút mấp máy, lại bắt đầu niệm khẩu quyết. Theo âm thanh chú ngữ truyền ra, làn da trên người hắn lại đột nhiên trở nên hồng nhuận, hốc mắt cũng bắt đầu khôi phục như lúc đầu. Cả người hắn nhìn như một cây già khô héo, sắp chết đột nhiên đã trải qua một trận như nắng hạn gặp mưa rào, bỗng nhiên hồi phục, xanh tốt trở lại. Nhưng mà chỉ có hắn biết, chẳng qua là do hắn thi triển một phương pháp bí ẩn thông qua thiêu đốt tinh huyết, để tỏa ra sự sống, gia tăng tiên linh lực trong cơ thể mà thôi. Thực hiện nó tốn kém cực kỳ to lớn, hơn xa rất nhiều khả năng người thường có thể tưởng tượng được. Trong nháy mắt, ba ngày ba đêm lại trôi qua, quang cầu màu xanh bao phủ trong vòng mấy trăm dặm ở vùng biển này đột nhiên không có dấu hiệu nào nhanh chóng thu nhỏ lại, chỉ mất mười mấy hơi thở đã thu nhỏ chỉ còn phạm vi hơn một trượt, bao khỏa giọt linh dịch đã trở nên gần như trong suốt ở bên trong đó. Mà ở bên trong phạm vị một trượng này, đại lượng thiên địa nguyên khí vô cùng đậm đặc, với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mạnh mẽ lao vào bên trong giọt linh dịch kia. Chỉ nghe một tiếng bùm vang lên, màn ánh sáng màu xanh một lần nữa co lại khiến cho thiên địa nguyên khí tinh thuần cùng với giọt linh dịch kia bị ép vào một chỗ đến thực hạn. Giọt linh dịch trong nháy mắt bị cô hóa, biến thành một viên tinh hạt hơi mờ, bé như giọt nước từ giữa không trung rơi xuống. Lúc này, một bàn tay thon dài, khô quắt đột nhiên từ bên cạnh thò ra, tóm lấy viên tinh hạt kia vào trong tay. Chủ nhân của bàn tay dĩ nhiên chính là Hàn Lập, chỉ là giờ phút này cơ hồ hắn đã gầy đến mức không còn là hình người toàn thân da bọc xương xương cốt trên người chưa ra hiện ra lồ lộ, lộ làm người ta phát sợ quần áo trên thân hắn rủ xuống rộng thùng thình nhìn người hắn như một cây treo quần áo đang phơi một bộ y phục màu xanh bất quá mặc dù hắn tổn hao rất nhiều nguyên khí nhưng lúc này trên mặt vẫn giữ vẻ vui mừng trong đôi mắt dù khó nén được vẻ mệt mỏi nhưng vẫn lộ ra thần thái sáng ngời Hắn ngẩng đầu nhìn bình nhỏ vẫn lơ lửng ở trên trời như trước thì phát hiện ra màu xanh sẫm nguyên bản của nó đã không còn, hai con mắt cùng cái miệng hiện ra trước đó cũng đã biến mất. Giờ phút này, bình nhỏ lại như ẩn như hiện, dường như không thể nào thấy rõ được hình dáng. Nhìn thấy hình dáng bình nhỏ như vậy, mặc dù cũng có chút ngoài ý muốn nhưng hắn không hề lo lắng. Bởi vì dựa theo cảm giác quen thuộc trong đầu, hắn tin tưởng chỉ cần thu nạp ánh trăng trong mấy ngày, bình nhỏ sẽ khôi phục trở lại. Chương 132, Trọng Thủy hàn lập phất tay thu hồi bình nhỏ lại sau đó liền quan sát tỉ mỉ viên tinh hạt đang nằm trong lòng bàn tay mặc dù viên tinh hạt này mang đến cho hắn một cảm giác cực kỳ quen thuộc nhưng hắn không thể nào nhớ ra được công dụng của nó là gì nội tâm của hắn khẽ động liền nhắm hai mắt lại một sợi tơ óng ánh bay ra từ mi tâm quấn quanh tinh hạt lại một lát sau hắn bỗng nhiên mở mắt ra sắc mặt cực kỳ quái dị tại sao lại có thể như vậy hàn lập tự lẩm bẩm dưới sự dò xét của hắn phát hiện được viên tinh hạt này lại ẩn chứa một loại lực lượng pháp tắc thiên địa linh tài. Lực lượng pháp tắc bên trong không hiểu như thế nào lại giống y như đúc của con mắt của độc ngục cự nhân. Nhưng mà, sức mạnh của lực lượng pháp tắc trong tinh hạt lại chỉ bằng một phần mười con mắt. Hàn lập nghĩ đến các loại thần thông ẩn chứa bên trong bình nhỏ cùng với sự xuất hiện của đủ loại dị tượng, nội tâm hắn đã xác định là loại lực lượng pháp tắc này hơn phân nửa không phải là lực lượng pháp tắc thổ thuộc tính. Nhưng mà cụ thể là cái gì, hắn cũng không thể kết luận được. Hắn tính trở lại đảo Ô Mông, sau đó thông qua trận bàn đi vào bên trong Vô Thường Minh, có thể sẽ tìm được một ít tin tức gì đó. Hàn Lập vừa suy nghĩ, vừa lấy mấy viên đan dược ra ăn. Dược lực hòa tan hóa thành một luồng nguyên khí tinh thuần, dung nhập khắp cơ thể, sắc mặt hắn liền trở nên hồng hào một chút. Hắn nhìn xung quanh một chút, sau đó hóa thành một đạo độn quang bay về đảo Ô Mông. Hàn Lập yên lặng trở về đảo, không có kinh động bất kỳ ai, lập tức bay về mật thất bên trong tiểu viện. Không lâu sau, Thiên địa linh khí trong ngàn dặm xung quanh giống như nổi lên sóng gió, rất nhanh hội tụ về phía tiểu viện, hóa thành một vòng xoáy linh khí khổng lồ. Trên đảo Ô Mông bây giờ, bất kể là tu sĩ hay phàm nhân, đều đã không còn cảm thấy kinh ngạc đối với bất kỳ tình huống gì phát sinh từ nơi Hàn Lập cư ngụ, không ai thèm nói đến tình huống mới xảy ra. Hiện tượng linh khí hội tụ tiếp tục diễn ra đến tối mới chậm rãi biến mất. Sau đó không lâu, từng tia bắt đầu tinh quang lực rơi xuống từ bầu trời, hình thành bảy cây trụ tinh quang khổng lồ hạ xuống bên trong tiểu viện buổi sáng linh khí hội tụ buổi tối tinh quang hạ xuống tình huống này kéo dài suốt một tháng trong mật thất một luồng tinh quang sáng tỏ đang bao trùm một thân ảnh chậm rãi chuyển động thanh quang lóe lên rồi biến mất thân ảnh hàn lập xuất hiện bên trong hôm nay hắn đã thần hoàn khí túc thân thể đã khôi phục lại như ban đầu thần thức của hắn dò xét khắp nơi trong cơ thể một lần nữa sau đó sắc mặt thả lỏng may mắn là đã tu luyện tiểu bắc đầu tinh nguyên công khiến cho căn cơ thân thể của hắn vô cùng vững chắc. Nhờ nó mà thân thể lần trước bị hao tổn nguyên khí như vậy lại có thể khôi phục hoàn toàn. Bình nhỏ trường thiên đã hấp thụ tinh nguyệt lực được một khoảng thời gian. Đúng như hắn dự đoán, đã khôi phục lại hình dạng như trước. Hàn lập thở phào nhẹ nhõm, lại lấy ra viên tinh hạt do lục dịch hóa thành. Hắn dùng hai ngón tay gắp lấy, đưa lên quan sát, trên mặt hiện lên một chút trầm ngâm. Một hồi sau, hắn phất tay lấy ra con mắt của độc mục cự nhân, nhắm mắt lại thả thần thức ra dò xét bên trong quả nhiên là như hắn suy nghĩ lực lượng pháp tắc ẩn chứa bên trong tinh hạt giống y như đúc với con mắt nhưng mà bên trong con mắt này ẩn chứa lực lượng pháp tắc gì đến bây giờ hàn lập vẫn còn không biết rõ hai mắt hắn mở ra trong lòng đã có quyết định nào đó vì tinh hạt này hắn gần như bị hút hết tiên linh lực lẫn tinh huyết dù cho như thế nào đi nữa hắn cũng muốn làm rõ chuyện này nghĩ đến chuyện này hàn lập bèn lấy mặt nạ của vô thường minh mang lên mặt điểm một chỉ lên nguy tâm nói lẩm bẩm trong chốc lát ánh sáng màu xanh nước biển hiện ra trên mặt nạ ngưng tụ thành hư ảnh trận bàn to lớn hắn đi thẳng đến khu vực nhiệm vụ tuyên bố ra một nhiệm vụ tìm kiếm hắn miêu tả đại khái ngoại hình của độc mục cự nhân để mọi người có thể hình dung được mà tìm kiếm hứa hẹn thù lao cho việc này có chút phong phú sau khi làm xong việc này hàn lập thu hồi mặt nạ cùng với tinh hạt lại hắn đi ra tiểu viện hóa thành một đạo độn quang màu xanh bay đi. Một mảnh hải vực nào đó gần đảo ô mông, tiếng sóng oanh mình bên tai liên tục không dứt. Một vòng xoáy khổng lồ lớn chừng trăm dặm xuất hiện rõ ràng, bọt nước quay cuồng không ngừng, đem mọi thứ trên mặt biển hấp thụ vào trong. Thân ảnh hàn lập lóe lên, không chậm chế chút nào liền lao thẳng vào giữa vòng xoáy, rất nhanh đã xuống đến đáy biển. Một bóng người màu xanh lam đang ngồi ngay ngắn xếp bằng trên một tảng đá lớn dưới đáy biển. Ngũ quan của gương mặt giống hàn lập như đúc, chính là hóa thân địa trích của hắn. Hóa thân khoanh tay trước ngực, quang mang thủy hoa màu đen lóe lên quanh người, đang tu luyện hắc hải trọng thủy kinh. Một luồng tín niệm lực từ hư không truyền đến, dung nhập vào bên trong cơ thể hóa thân địa trích. Trên đỉnh đầu hóa thân hiện ra một sợi tơ, tản mát ra chấn động của thủy pháp tắc. Hàn lập nhìn qua sợi tơ pháp tắc kia, âm thầm gật đầu. Con đường tu luyện địa tiên, lấy tín niệm lực hấp thu được đem đi cô động lại thành lực lượng pháp tắc quả nhiên có vài chỗ thần kỳ. Chỉ mới là cư dân trên đảo Ô Mông cung cấp tín niệm lực thôi mà đã có thể khiến cho hóa thân địa trích nhanh chóng ngưng tụ ra được một sợi tơ pháp tắc rồi. Pháp lực bên trong cơ thể hóa thân cũng khá lớn, nhưng mà bởi vì bị ảnh hưởng của tín niệm lực nên đã bị ô nhiễm. Hàn Lập tu luyện địa tiên cùng với những địa tiên bình thường thì có chút khác biệt. Hắn dùng hóa thân địa trích để hấp thụ tín niệm lực từ các tín đồ, nên pháp lực của bản thân không bị nhiễm một chút tín niệm lực nào. Bởi vì như vậy, nên hắn không có cách nào hưởng lợi được từ việc ngưng tụ tín niệm lực thành lực lượng pháp tắc. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cũng bởi vì như thế, nên tiên linh lực bên trong cơ thể của hắn cũng sẽ không chịu ảnh hưởng gì khi mà nhiễm phải tín niệm lực. Dù sao thì mục đích mà hắn tu luyện hóa thân địa trích này là dùng để phá giải phong ấn nguyên anh mà thôi. Ánh mắt của Hàn Lập di chuyển đến hai tay của hóa thân địa trích, khẽ nhíu mày. Bên trong hai tay của hóa thân, một quả cầu nước màu đen nhỏ chừng một nắm tay của đứa bé sơ sinh đang lơ lửng lóe lên hắc quang thăm thẳm, tản ra từng đợt thủy khí, nhìn có chút đặc biệt. Tốc độ tu luyện hắc hải trọng thủy kinh thật xứng đáng danh xưng chậm chạp của nó. Sau khi hắn trở về đảo Ô Mông không được bao lâu, liền mang hóa thân ra nơi này để tu luyện, bắt đầu ngưng luyện một tầng trọng thủy. Đã hơn một tháng trôi qua, mới chỉ ngưng luyện ra được một chút trọng thủy. Khó trách, gã sáng lập ra hắc hải trọng thủy kinh, chỉ mang một dòng suối nhỏ đi luyện hóa thành ba tầng trọng thủy, liền mất 50 vạn năm. Hàn lập phất tay một cái, đoàn trọng thủy kia bay tới, rơi xuống lòng bàn tay hắn. Mặc dù trọng thủy này không lớn, nhưng rơi vào tay lại giống như một ngọn núi nhỏ, có chút nặng nề. Hàn lập đánh giá một lát bèn gật đầu nhẹ, cất trọng thủy vào bên trong một cái bình ngọc. Hắn không muốn tốn nhiều thời gian chờ đợi, lập tức hóa thành một đạo độn quang, phóng lên trên mặt biển, đang muốn bay về tiểu viện trên đảo. Vào lúc này, thiên địa trên không tại đảo ô mông đột nhiên xuất hiện dị tượng thiên địa linh khí trong phạm vi vạn giảm kéo đến tạo thành một vòng xoáy linh khí cực kỳ khổng lồ. Từng sợi tia sáng giống như linh khí đang rũ xuống từ trong vòng xoáy, hình thành một cái thác nước thật lớn, dung nhập vào bên trong một tòa cung điện trên đảo Ôm Mông. Cung điện đó chính là chỗ ở thường ngày của Lạc Phong. Xung quanh cung điện, một luồng ngũ sắc quang mang đang bao phủ lại, hóa thành một mảnh quang hải to lớn. Từng luồng quang mang nhanh chóng chuyển động bất định, phát ra tiếng vang ầm ầm. Ánh mắt Hàn Lập nhìn về cung điện ở xa xa, thoát một cái liền biến mất tại chỗ. Động tính to lớn như vậy khiến cho toàn bộ cư dân trên đảo đều nghe thấy, nhưng cũng không có gây nên bất kỳ bạo động nào. Chỉ có những người lạc gia, đặc biệt là những tu sĩ luyện hư kỳ, hợp thể kỳ, trên mặt tràn đầy vẻ kích động. Dị tượng này xảy ra lúc tu sĩ hợp thể kỳ tiến dai lên cảnh giới đại thừa. Trong cung điện, Lạc Phong đang ngồi xếp bằng, quang mang quanh người chuyển động điên cuồng, khí tức chấn động cực lớn sắc mặt của y lúc vui lúc buồn giống như đang trải qua một loại khảo nghiệm gì đó một bóng xanh lóe lên hàn lập xuất hiện thình lình bên cạnh y lẳng lặng đứng yên khí tức chấn động trên người lạc phong càng lúc càng mãnh liệt gương mặt của y tràn đầy mồ hôi sắc mặt biến ảo có cảm giác đang bị hãm sâu vào ảo cảnh bên trong ngũ sắc quang hải xung quanh cung điện có chút run rẩy bất ổn thỉnh thoảng lại có từng luồng quang mang bắn ra hỗn loạn khắp nơi ầm ầm mặt đất xung quanh đại điện bị nổ tung thành từng cái hố sâu những người đang tập trung ở đây vội vàng lui lại né tránh hàn lập thấy vậy cong ngón tay lại búng ra một cái một tia tinh quang nhu hòa bắn ra chui thẳng vào mi tâm lạc phong sắc mặt lạc phong lập tức thả lỏng quang mang chuyển động điên cuồng bên ngoài thân thể y dần ổn định lại ngũ sắc quang hải bên ngoài cũng hết run rẩy càng ngày càng nhiều tia sáng linh khí từ trên trời rơi xuống ngũ sắc quang hải xung quanh cung điện cũng theo đó mà dần dần biến hóa hóa thành một quang kén khổng lồ thời gian trôi qua từng giờ không biết đã qua bao lâu. Quang kén chợt run lên, một mùi hương kỳ lạ từ bên trong truyền ra, khiến cho mọi người đang trông ngóng đều chấn động. Một tiếng răng rắc, quang kén lộ ra một vết nứt. Từng chùm kim quang hiện ra, lập tức hóa thành từng đóa kim hoa kèm theo xung quanh phát ra đừng đợt phản âm thiên nhạc. Mọi người lạc ra đang đứng gần cung điện thấy cảnh này, nhất là mấy gã tu sĩ hợp thể kỳ trên mặt lộ ra sự kích động, đều phát ra âm thanh gieo hò kinh thiên động địa, ở cách xa trăm dặm vẫn còn nghe được. Trong cung điện, Thân thể Lạc Phong được vòng ánh sáng xanh quấn lấy, làn da óng ánh như ngọc, nhìn có vẻ trẻ hơn trước một chút. Hắn chậm rãi mở mắt, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Lần này đột phá đại thừa, thật ra y cũng không nắm chắc khả năng thành công. Trong quá trình đột phá, bởi vì không chuẩn bị tốt nên mém chút nữa đã không thể vượt qua tâm ma kiếp. Cũng bởi vì đột nhiên xuất hiện ngoại lực hỗ trợ, lúc này mới ổn định được tâm thần, bình an đột phá. Lạc Phong đang muốn đứng lên, đột nhiên thấy Hàn Lập đang đứng ở một bên. Liễu tiền bối, đa tạ tiền bối vừa mới xuất thủ tương trợ, Lạc Phong ngẩn ngơ, lập tức hiểu rõ, không người hướng về Hàn Lập hành lễ. Thuận tay mà thôi, không ngờ, người có thể nhanh chóng đột phá cảnh giới đại thừa, thật sự đáng mừng. Hàn Lập đánh giá đối phương một chút, khẽ vuốt cằm nói ra. May mắn nhờ những tài nguyên tu luyện mà tiền bối ban cho lúc trước, ta mới có thể tiến lên một bước được. Lạc Phong trong lòng tràn đầy cảm kích, cung kính trả lời. Chỉ cần ngươi ngày sau có thể tận tâm vì ta làm việc, một chút tài nguyên, không cần phải nói. Hàn lập khoát tay áo, ban đầu, tu vi hợp thể kỳ của Lạc Phong quá thấp, nên hắn không thể nhờ vả gì. Nhưng bây giờ y đã đột phá cảnh giới đại thừa, mới có thể bắt đầu giúp hắn làm một vài chuyện. chương 133, ba đại pháp tác trí tôn. Tiền bối yên tâm, Lạc gia ta có ngày hôm nay đều nhờ sự bồi dưỡng của tiền bối. Ngày sau toàn tộc ta nhất định sẽ lấy tiền bối như thiên lôi sai đâu đánh đó, tuyệt không hay lòng. Lạc Phong trịnh trọng nói, hàn lập cười nhạt một tiếng định nói thêm gì nữa thì bỗng nhiên thần sắc khẽ động tộc trưởng nói quá lời nay ngươi đã tiến giai đại thừa là việc mừng của toàn đảo hãy đi gặp mặt các tộc nhân đi hắn nhẹ nhàng nói thân ảnh chỉ nhoáng một cái đã biến mất không thấy đâu nữa lạc phong sớm đã quen với việc thoát ẩn thoát hiện của vị liếu tiền bối này nên chỉ nhìn về hướng hàn lập vừa đứng khi nãy thi lễ một cái sau đó sửa sang lại quần áo bước ra ngoài đại điện một bóng người lóe lên trước tứ hợp viện thân hình Hàn Lập hiện ra, không nói một lời mà bước vội về phía mật thất. Hắn vừa đi vừa lật tay lấy chiếc mặt nạ đầu trâu xanh đội lên, bên trên đang có một điểm bạch quang chớp nháy liên tục. Hàn Lập búng ngón tay, đạo bạch quang trên mặt nạ bay ra, hóa thành một vòng xoáy trắng không ngừng chuyển động. Một bóng người cũng đội mặt nạ hiện ra, người này nhìn không rõ thân hình, chỉ thấy gã có một đôi mắt màu lam nhạt. Các hạ tiếp nhiệm vụ của ta, không lẽ biết lai lịch của độc mục cự nhân kia ư? Hàn Lập hỏi thẳng vào vấn đề không thèm khách sáo dài dòng gì cả tại hạ có tìm hiểu qua về các loại kỳ chân dị thú theo ta thì độc mục cự nhân mà các hạ yêu cầu hẳn là một loại linh thú thuộc tính thổ hiếm thấy có điều trên nhiệm vụ lại không miêu tả kỹ càng nên ta còn chưa chắc chắn nếu các hạ có thể nói thêm về nó thì tại hạ sẽ càng nắm chắc hơn giọng nói của người kia mờ ảo truyền tới